Nhà con có cây hương đã thờ từ lâu, nhưng con không biết cây hương thờ ai. Bạch thầy, cho con biết cây hương thường thờ những vị nào. Bây giờ muốn xin giải đi thì phải làm như thế nào? Có nhất thiết phải thờ cây hương không ạ? A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Cái cây hương này ạ, thì cái việc thờ cây hương này nó cũng theo tùy theo văn hóa dân tộc của địa phương từng từng nơi, không giống nhau. Như cái theo tục lệ của người người Hoa, tức là người Trung Quốc ấy, với một người một số người ở đằng trong của chúng ta, thì chúng ta thấy đi vào đằng trong, cái mạn đằng trong các tỉnh phía Tây Nam Bộ, các tỉnh phía Tây Nam Bộ chúng ta đi, thấy nhà nào cũng có một cây hương. Giàu nghèo nhà nào cũng có, giàu thì làm to, nghèo thì làm nhỏ, nhỏ cũng phải có một cây hương. Cũng giống như ngoài miền Bắc chúng ta, bên Lương chúng ta, nhà nào cũng phải có cái bàn thờ và thờ bát hương thần linh của tổ tiên và tổ tiên. Nhà nào cũng thế, nghèo cũng phải có cái bàn thờ để thờ gì? Thờ thần linh và tổ tiên. Đấy, thì cái việc thờ cây hương ở trong các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ vân vân đó, chúng tôi có dịp đi thăm lục tỉnh vào trong đó thấy nhà nào cũng có cây hương. Nhưng cây hương ở trong kia thì chúng tôi chưa nghiên cứu, vì chúng tôi chỉ là người qua đường và đi tham quan thôi, cho nên chưa hỏi về cái văn hóa ở trong đấy họ thờ ai. Nhưng thường ở miền Bắc chúng ta thì có hai hệ thống thờ cây hương, tức là hai luồng tư tưởng thờ cây hương đó. Những người theo đạo thánh á, có nghĩa là những người theo đạo thánh, tức là theo cái văn hóa tín ngưỡng dân gian á, tức là thờ đạo mẫu á, thì họ thờ cái cây hương là họ thờ là bán thiên mạo dậu công chúa trong cái dị hiệu viết để thờ á, là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa, giáng ứng lô nhang quỷ thần bất đắc xâm nhập, hoặc là giáng ứng lô nhang là xong, cũng cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa giáng ứng lô nhang. Như đấy là những người theo đạo thánh á. Theo đạo thánh thì họ cái dị hiệu và cái thờ của họ đó là thờ mẫu bán thiên, thờ mẫu bán thiên, tức là mẫu ngoài trời, cho nên họ bảo cây hương thờ mẫu bán thiên, cho nên họ không làm cái nóc lên. Nhưng mà sau này chúng ta thấy là cũng nhiều gia đình, và bây giờ rất là nhiều, để không làm cái nóc đó, thì mưa gió ngày lễ ngày Tết cúng bái ra thì cái mưa mưa hoặc nắng, và nó nắng thì nó thiêu nó hỏng lễ, mà mưa thì cũng hỏng, cho nên họ làm cái mái vào. Thì chúng ta thấy bây giờ đa số cây hương là làm mái. Đấy là ngoài kinh chúng ta. Thế còn ở trong quê trên dân tộc Mường của chúng tôi ấy, cái cây hương thì lại thờ khác, cây hương chứ là thờ thần linh. Trong quê chúng tôi thì là thần linh là không thờ trong nhà. Trong nhà chỉ có bát hương thần, bát hương gia tiên này, bát hương tổ cô, tổ cậu, hoặc là nếu gia đình nhà nào thờ thêm bên ngoại thì một bát hương bên nội, một bát hương bên ngoại, một bát hương tổ cô, bát hương tổ cậu, hoặc là tổ cô tổ cậu dồn làm một. Thì giữa thì là bên nội, bên tay phải hướng vào thì bên ngoại, còn bên tay trái hướng vào là tổ cô tổ cậu, thể chung như vậy. Nhưng cũng có gia đình thì họ là thờ bát hương thần thần linh thì không có rồi. Thường thường trong quê chúng tôi ngày xưa là họ toàn thờ thần linh ở ngoài, nhưng bây giờ thì đất chật người đông, thì nhiều nhà bây giờ thì đất cũng chia nhau từng mét, nhà ngoài mình cũng không quản đất nhiều như ngày xưa nữa, cho nên bây giờ có nhà chẳng có đất mà xây cây hương, thì vậy mà họ cũng gì cũng thờ như người Kinh của chúng ta, là bát hương thần linh ở giữa, bát hương gia tiên ở bên tay phải mình hướng vào, và bát hương tổ cô tổ cậu thể chung là một ở bên tay trái mình hướng vào làm lễ. Đấy, thì người người dân tộc của chúng tôi bây giờ nhiều gia đình không có đất, họ thờ như vậy. Còn ngày xưa có đất thì thần linh là được thờ một cây hương. Mà cây hương của người dân tộc ngày xưa là không có xây. Cây hương người dân tộc ngày xưa làm bằng tre, mỗi năm là một lần. Đấy, làm lại bốn cây tre, làm lại bốn góc, rồi đan cái phên cái ấy vào, để giống như người dân tộc ngày xưa thì họ vẫn ở nhà sàn mà. Họ ở nhà sàn cho nên họ cũng không xây cây hương. Họ làm bằng tre và họ bảo là mỗi năm phải làm một lần như vậy cho mới. Để mỗi một năm để đón, thần linh thổ địa, đón một vị thần đất mới về nhận nhiệm vụ và quan sát, cho nên mỗi năm họ cũng làm mới một lần. Đây, cái phong tục người xưa như thế. Tôi nói thêm để chúng ta biết. Còn ở người Kinh chúng ta thì tôi đang nói là hệ thống thờ thứ nhất, cây hương là thờ bán thiên mạo dậu công chúa, tức là thờ gọi là thờ mẫu bán thiên đó. Còn mà hệ thống theo Phật giáo của chúng ta và theo cái tín ngưỡng lâu đời của Trung Hoa thì họ viết là cái dị hiệu viết thờ cây hương là gì? Cung thỉnh cung môn môn khẩu thổ địa tài thần giáng ứng lô hương, tức là coi như là một cái vị gì? Một cái vị thần tài ban tài tiếp lộc để cho một cái gia đình đó.
Thì cái hương này thì ngày xưa chúng tôi đi học các con thị giả cố hòa thượng thượng viên Hạ Thành viện chủ chủ hương cũng rất giỏi về phong thủy cũng như vấn đề tâm linh. Có cái cây hương này thì không cứ là phải lấy tuổi theo theo hướng của chủ nhà, mà cây hương này thì phải xem cái thế đất đấy, mà phải để về phía bên trũng ấy, để bên phía cao nó chảy về bên trũng mà hướng được cả hướng nhà nữa thì là tốt nhất. Cho nên cái khi mà làm sân hay làm cây hương thì phải tính trước cái địa thế phong thủy của nhà cửa đó, để khi mà làm sân đó, người ta phải để cho nó dốc về về ví dụ như nhìn theo hướng nhà chẳng hạn thì người ta làm phải cho nó chảy về một góc nào đó. À, ví dụ nhà về nhìn về hướng đông chẳng hạn thì chúng ta muốn cái cây hương nhìn về hướng đông thì chúng ta phải cho nó chảy về cái hướng là cái hướng nước, nó chảy về hướng cho nó chảy về cái hướng ví dụ tây nam. À, cho chảy về hướng tây nam tức là dồn dồn về hướng đó, thế là nó chảy về cái kiểu như các cụ nói như ngày xưa nói là kiểu người như đơm đó, mà người đi đơm đó. À, người đi đơm đó nó phải chảy về chỗ trũng, nó nước chảy về chỗ trũng thì mình đặt cái hương ra về phía chỗ trũng đó, hướng về chỗ cái dốc đằng kia, thế là cứ thế là lộc tài lộc nó chảy vào. Đấy là ngày xưa là các cụ hay giải thích, mà chúng tôi thì dạ có hòa thượng viện chủ chủ hương ngày cũng giải thích cho các Phật tử là như thế. Cho nên khi thờ cây hương thì nó cũng có nhiều cách thờ như vậy, cũng nói thêm để Phật tử đưa câu hỏi này biết được. Phật tử nói rằng có nhất thiết phải thờ cây hương không, thì cái này tùy duyên đấy, cái này tùy duyên. Phật thánh là các vị thần linh thần tài thổ địa không bắt chúng ta làm nhất thiết phải thờ họ. À, chúng ta có tâm thì chúng ta thờ, có duyên chúng ta thờ thôi. Đất chúng ta rộng chúng ta có thờ, làm cây hương chúng ta thờ, chúng ta thờ các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Nếu chúng ta thờ phụng hương hỏa được tốt đó, thì đương nhiên là chúng ta gì cũng có phúc thôi, vì các ngài cũng là những vị thiện thần chuyên đi bảo hộ cho những người dân mà gì có tâm có đức. Đó. Những người có tâm có đức thì được các ngài hoan hỷ, các ngài bảo hộ, như ngoài đời gọi là người ta bênh hộ độ trì che chở cho chúng ta vân vân, lại nói như tiếng thế gian kiểu như thế đó thì cũng tốt thôi. Còn Phật tử nào nói bây giờ nếu muốn giải đi thì làm thế nào, cũng đơn giản thôi, chúng ta tụng kinh Địa Tạng khoảng độ 21 ngày và chúng ta tụng kinh xong chúng ta hồi hướng cho cái việc đó, cầu nguyện các vị thần linh thổ địa môn khẩu thổ địa thần tài, hay là thờ Bán Thiên Thánh Mẫu thì ta khấn Bán Thiên Thánh Mẫu. Ở gia đình chúng con ví dụ như đất chật người đông phải chia cho thằng con trai thứ hai hay là vân vân chẳng đâu, hay là phải bán cho cái nửa đất đó đi để bây giờ làm lại thì không còn đất để xây cây hương ở ấy nữa thì thôi, trước mắt thì thôi xin các ngài cho giải thì mình tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày. Nếu mà cái cây hương đó mà thờ nhiều bát hương ấy, mà có lâu đời rồi thì chúng ta phải thờ thậm chí là tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để khấn nguyện cái việc đó, để kêu các ngài á thì có ngự ở đó thì xin các ngài chuyển đến đền to phủ lớn để các ngài ngự, để chúng ta xin cái chỗ đất đó để xây dựng nhà cửa hoặc là đem bán một nửa đi vân vân để trang trải cuộc sống vân vân chẳng hạn. Nếu bắt buộc phải giải thì chúng ta có thể tụng kinh Địa Tạng hồi hướng trước, còn hôm mà giải thì chúng ta cũng tụng cho 37 hoặc 21 biến đại bi thập chú xong bát nhã niệm án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng xong khi đó chúng ta khấn và chúng ta giải thôi, như vậy là không sao đó. Còn không phải đâu, nếu tự nhiên chúng ta cứ ra đập phá bê vứt bát hương đập phá là có chuyện ngay đấy, không đơn giản đâu. Đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu trích giảng trả lời vấn đáp Phật pháp dấu hiệu để biết và cách hóa giải vong nhập như thế nào, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi. Thầy hoan hỷ cho con chia sẻ một sự việc của bản thân con. Trong suốt 20 năm nay con có một vong theo con. Cứ mỗi lần con đi chùa hay về quê dỗ bố mẹ con, cái vong lại nhập vào người con, nói là tôi là tổ cô. Có lúc lại nói và giả danh là ông tổ, có lúc lại nói ông nọ bà kia. Vậy con mong thầy hoan hỷ giảng cho con và cách cho con phải làm thế nào để cái vong đó ra khỏi người con. Và con xin cảm ơn thầy. Con thiết tha mong thầy hoan hỷ dạy bảo cho con. Con rất mong được sự giúp đỡ của thầy. Kính chúc thầy mạnh khỏe.
luôn vì chúng sinh A Di Đà Phật Nguyễn Thị Thu, số nhà 46 ở tận Thanh Hóa này, Phật tử này tận Thanh Hóa này. Đâu là trường hợp này lên, trường hợp nào là đứng lên ra đây xem là vong ở đâu, ở đâu, họ không đến à, đâu về rồi á? Thế về rồi mới hỏi cái gì? Về rồi thì làm sao làm được gì? Cái trường hợp này nếu có ở đây thì lên đây xem vong ở đâu. Thôi nếu mà về rồi thì thôi, qua câu hỏi này thì trả lời là về thôi. Nếu ở đây thì xử lý được ngay mà giải quyết được luôn. Nhưng mà về mất rồi nó cũng là cái duyên. Thôi thì bây giờ trả lời theo cách mà Phật tử này, cái vị này đã về rồi vậy. Cái này á, có gì đâu, cũng do cái đời trước, trong theo kinh nhân quả Đức Phật, do đời trước là gì? Cũng là người tu hành, hoặc xuất gia hoặc tại gia tu hành, nhưng mà mong cầu thần thông. Vì cái tâm mong cầu thần thông cho nên đời này kiếp này mới bị gì ạ? Mới bị ma chiêu quỷ nhập như vậy. Hoặc rằng vì gì? Có thể là mình do cái nghiệp sát hại quá nặng ở đời trước cho nên nay bị gì? Nay bị họ giả danh như vậy để gì? Là người thân để báo oán, để họ gì? Họ đòi ăn. Cho nên cái trường hợp này á, nếu mà ở đây á, thì xử lý có thể được ngay. Nhưng mà bây giờ nó về mất rồi thì phải, nó phải khó hơn một chút. Phải nhất tâm. Đó là vị này về nên nhất tâm phát nguyện tụng 100 ngày kinh Địa Tạng này để hồi hướng cho cái oan gia trái chủ và các vong ấy. Và trường hợp này, Phật tử này nên nghe lại bài giảng này, nhất là cái đoạn này thầy hướng dẫn cho này. Và ai có cái tương tự như vậy thì khi mà các vị á, người mà bị như thế này nên học một câu thần chú nữa, câu thần chú ngắn ngắn thôi. Câu thần chú ngắn ngắn thôi, ví dụ như là câu thần chú Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm thế thôi. Nên học cái câu thần chú này. Câu thần chú Văn Thù Thân Chân Ngôn này nó có cái công năng là gì? Khi mà chúng ta trì tụng đến cái mức mà thuần thục, đến có lúc là phát quang, có lúc mà sinh trưởng công đức á, thì tất cả các ma chướng, các yêu ma đều không thể xâm nhập được vào thân thể mình. Nếu như mình nhất tâm mình đọc tụng thì dấu cho thiên ma 3 tuần cũng không làm gì được. Chứ đừng nói là mấy cái vong linh bé bé thì cũng thiên ma 3 tuần làm gì được. Huống chi là những vong linh quỷ thần nhỏ nhỏ ở trong gì? Ở trong nhân gian này. Lúc đọc thần chú này thì cái điều quan trọng, các vị nhớ này, cái chú Văn Thổ Thân Chân Ngôn ở trong cái quyển nghi thức tụng chú Đại Bi á, của chùa Khai Nguyên chúng ta ấn tống có cái câu thần chú đó: Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam An Lam An Lam, Văn Thổ Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Văn Thổ Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, đọc thuộc câu thần chú đó, hoặc đọc thuộc hai câu thần chú, một là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, đọc nó cho 7 biến hoặc 21 biến trước. Khi mà chúng ta nghe người nó gai gai khó chịu, cái trường hợp mà vong nhập á, nó có mấy cái yếu tố thường là xảy ra. Một là tự nhiên là gì? Nghe sẩm tối mặt mày. Đấy, cái người mà như mà mặt mày sầm tối mà cái thì cái lúc đó là cái lúc liền vong nó vào. Cái trường hợp thứ hai, có thể khi có trường hợp chúng ta đang tụng kinh đó mà nó vẫn vào được, đang niệm Phật nó vẫn vào được, đó là nghe cái mày, hai mí mắt của chúng ta gì sụt xuống, tức là nó nặng, hai mí mắt nó sụt xuống như thế này, lúc đó cũng là lúc mà gì vong nó chuẩn bị vào. Cái trường hợp thứ ba thường hay gặp nhiều nhất, đó là khi đang nghe nặng hai mỏi hai bên vai này, đang ngồi tụng kinh niệm Phật hoặc đang làm gì hay đang đi đâu mà nghe hai bên vai nó mỏi, hai bên vai nó mỏi nhừ xuống, nó nặng chĩu xuống và nghe nó lạnh lạnh ở chỗ gáy này. Trường hợp này là nó hay vào nhiều nhất. Hay vào nhiều nhất là khi nghe nặng hai bên vai mà cái gáy nó lạnh lạnh và cái lông tóc của chúng ta nó cứ dựng dựng lên, nó có một cảm giác nó gai gai. Các vị có cảm giác gai gai rét bao giờ chưa? Thì cái tóc, lông tóc của mình ấy, nó cứ dựng đứng lên ngoài, dựng ngược lông tóc. Trường hợp như thế, chuẩn bị nó vào. Và một cái trường hợp nữa, đó là khi mà chúng ta tự nhiên là trong tim cảm thấy đập gì? Đập mạnh. Vì sao tim đập mạnh? Vì chúng ta cảm giác, cảm nhận thấy thì cái thế giới tâm linh ở bên kia nó đến gần chúng ta. Và chúng ta không khống chế được nó, và tự nhiên nó đến gần một cái thì tự nhiên chúng ta cảm giác cái tim đập mạnh và cứ nghe hồi hộp và sợ sệt, thì cứ hồi hộp như vậy, thở dốc một cái thì như vậy là nó vào rồi, lúc đấy nó vào đó. Đấy, thầy đưa mấy cái trường hợp như vậy
Một cái điều nữa là nghe đau đầu. Trường hợp nữa là đau đầu, đau ở trên đỉnh đầu của huyệt bách hội này, nghe đau đầu rất khó chịu, thì được một chút thì cũng là nơi nó vào, vân vân. Có thể nó vào bằng nhiều cách, nhưng mà thường là đấy là mấy cách mà thầy đã trải nghiệm qua nhiều những các Phật tử họ đến họ kể, cũng như trong suốt bao nhiêu thời gian mình tu tập là giúp đỡ cho các Phật tử hay là những người mà bị bệnh hay bị ma nhập, vong nhập như vậy, thì họ kể thường thường đúc kết lại mấy cái thứ đó. Thì chúng ta khi đó là phải gì? Phải nhất tâm. Nếu chúng ta đang ở nhà thì ở đâu đó hay đang đi làm việc, kể cả đang làm ở ngoài đồng có người bị vong nhập các quý vị ạ. Thì trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ nghe khó chịu cái gai như vậy, chúng ta không biết là nó bị cháy nắng trời trời hay là bị vong nó muốn nhập, không cần biết. Lúc đó chúng ta chỉ cần gì? Nhất tâm chúng ta niệm tịnh pháp giới chân ngôn, làm khoảng độ 7 lần 21 lần như vậy, hoặc chúng ta niệm ba hơi an lam như vậy, làm hít vào, khi chúng ta niệm án lam có câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn án lam như vậy, chúng ta nên quán tất cả gì cái cảnh giới ở xung quanh chúng ta, không gian ở xung quanh chúng ta gì được quang minh của chư Phật Bồ Tát phóng tới mà gì làm cho sạch sẽ quang minh. Ví dụ trong ở trong phòng này thì cả cái phòng này chúng ta quán tưởng là gì nó sáng trưng rực rỡ, không có gì, không để cho một thế lực đen tối nào có thể vào được trong cái khoảng không gian chúng ta gì đang ở này, mặc dù là hội trường này hoặc ở nhà chúng ta hoặc ở ngoài đồng hoặc là kể cả đang ngồi trên ô tô xe buýt vân vân, chúng ta cũng nên quán tưởng như thế. Và sau khi tụng ba cái hơi đó xong, ba hơi thần chú tịnh pháp giới đó xong, chúng ta phải nhất tâm tụng gì văn thủ thân chân ngôn. Khi văn thủ thân chân ngôn án xỉ lâm bổ lâm, án xỉ lâm bổ lâm đó, chúng ta gì nếu chúng ta hơi hơi khép mắt lại, hoặc là nếu đang đi xe thì phải mở mắt nhé, đang đi xe khép mắt lại mà nhắm mắt lại mà tụng thì thôi thì chết, đáng lẽ thì chưa chết nhưng mà là phải chết, vì thì lao vào cột mốc hoặc là lao vào lề đường, lao vào nhà dân hoặc lao vào ô tô thì rất nguy hiểm. Cho nên nếu đang lái xe máy đi trên đường vẫn có thể thấy người ngay ngay khó chịu, nó xúi mình là vào lâm vào chỗ này, đâm vào chỗ nọ, đâm vào chỗ kia, có trường hợp như thế thì mình gì nhất tâm mở to mắt ra thì mình tụng án xỉ lâm bổ lâm, án xỉ lâm bổ lâm, án xỉ lâm bổ lâm, chúng ta có thể đọc ra tiếng nhỏ nhỏ mấy cái môi hoặc là gì đọc ở trong tâm. Nhưng điều quan trọng khi đó chúng ta thì nếu đang ngồi xe máy, chúng ta phải quán tưởng là gì có một cái vòng sáng, khi chúng ta tụng như vậy một cái vòng sáng từ ở trong gì thân thể chúng ta nó tỏa ra, nó tỏa sáng tỏa rực ra. Các vị xem phim Tây Du Ký mà nhớ cái đoạn mà Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng cho sư phụ đi vào trong mà Bạch Cốt Tinh không thể vào được không, xem không? Đó, về đấy, 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 dùng cái đó. Các vị về xem cái tập phim của Bạch Cốt Tinh đó. Tôn Ngộ Không khi mà đi xin cơm á, muốn bảo vệ sư phụ, cho nên thì bảo sư phụ đứng ở đó. Tôn Ngộ Không thì dùng cái gậy như ý của mình á, vẽ một vòng tròn một cái vào gì? Và bay đi xin cơm. Bạch Cốt Tinh bắt đầu muốn vào hại sư phụ, cho nên thì cứ vào một cái thì bị cái gì ạ? Cái vòng đó, cái ánh sáng của cái vòng vẽ của Tôn Ngộ Không đó, nó đẩy ra. Cái vòng đó là gì? Đó chính là thiền định, đó chính là công đức, đó chính là giới phẩm. Do gì? Do giới định tuệ mà sinh ra cái gì? Cái quang minh, cái ánh sáng công đức đó khiến ma không thể vào, không thể vào được. Nay chúng ta nhất tâm tụng niệm, chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta thân chúng ta thì không làm ác, miệng chúng ta không nói việc ác, ý chúng ta cũng không nghĩ tới việc ác, cho nên đó là gì? Đó là thiền định, đó là giữ giới, đó là gì? Tâm chúng ta đang nhất tâm để niệm chú, đó là định. Vậy giới định tuệ đã có đầy đủ ở trong gì? Trong khi đó chúng ta đang nhất tâm trì chú rồi. Vì vậy mà nhân giới định tuệ đó mà phát ra một cái loại công đức, một loại quang minh từ ở trong gì? Trong A Lại Giả Thức của chúng ta, ở trong kho tàng A Lại Giả Thức của chúng ta, chủng từ Bồ Đề Thiện, từ vô tỷ kiếp chúng ta gieo trồng, nay nó phát tác, nay nó sinh ra và tỏa ra những cái hào quang sáng, cứ như vậy nó cứ ra từng đợt từng đợt. Các vị về có thể nhớ xem lại cái bộ phim Bạch, phim Tây Du Ký, cái tập Bạch Cốt Tinh đó, xem cái ánh sáng đó nó tỏa ra, thì chúng ta nên quán tưởng nó. Phật tử này hỏi câu hỏi này này, nên xem lại cái đoạn đó và nên quán tỏa. Khi chúng ta niệm như vậy, cứ nhất tâm niệm như vậy, nó tỏa ra thì khiến cho tất cả các gì yêu ma quỷ mị không thể xâm nhập được vào thân mình nữa. Nếu như Phật tử nào mà cũng hay thỉnh thoảng hay bị như vậy thì cũng nên làm như vậy, một thời gian sau là khỏi thôi. Và một cái điều nữa là nên gì, nên tập thể dục. Cái trường hợp này nên tập thể dục, nên tập thể dục cái dịch cân kinh nhé, để cho nó cái khí âm dương gì nó quân bình. Dịch cân kinh ở đây có Phật tử nào biết không?
Cái bài dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma dạy rất là đơn giản thôi. À, tập thế này này, cứ vẩy tay này. Đây thì làm luôn cho xem. Vẩy tay. À, đứng hai chân bằng vai này. Hai chân bằng vai, dang hai chân bằng vai này. À, hai chân bằng vai. Hoặc là có một cái thế đứng thì hai chân thì khép khép vào như thế này. Vừa đứng cái hình chữ V, hai cái mũi đầu chân, hai đầu chân mũi chân ra như thế này. À, và bắt đầu là cứ thế là vẩy thôi. Vẩy sang tay sang sau này thôi. Khi vẩy sang thì chân 4, 10 đầu ngón chân là dịch kiếng lên trên hư không này. Kiếng lên trên cao này. À, cứ vẩy là kiếng lên, vẩy một lần là kiếng lên. Đó, như vậy. Thầy đang mặc cái áo cho nên chúng ta khó nhìn. Nhưng mà một cái đấy là một cái bài dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma. À, khi vẩy lên như thế á, thì cái chân cho 10 đầu ngón chân chúng ta nhấc cao lên. Cái hậu môn chúng ta thì chúng ta thoát cái hậu môn vào. Đó là cái bài tập để dưỡng khí sinh thần, và dưỡng khí sinh thần. À, khiến cho cái cơ thể của chúng ta, cái âm dương nó hài hòa, nó không cái đẩy cái khí âm đi, nuôi tăng trưởng cái khí dương lên, thì cũng là một cái biện pháp khiến cho các vong nó không thể nhập được vào. Đó, nó không thể nhập được vào nữa. Đấy là một cái phương pháp gọi là trợ duyên thêm. Đó, trợ duyên thêm cho cái chỉ chú của chúng ta vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Ngày nên 3 thời thể dục như vậy, khoảng 15 đến 30 phút như vậy, thì thân thể cho rất là khỏe mạnh. Hoặc là cũng học thêm lễ Phật y học nữa. À, học thêm cách lễ Phật y học nữa. Cách lễ Phật y học xem, có thể xuống phòng thông tin tỉnh là cái đĩa đó, hoặc là về xem ở trang web của nhà chùa có cách lễ Phật y học của tỉnh Tông Hồ Việt Nam đó. Vừa nói đến ma, ma nó đến nó phá, nó làm cho chúng ta không nghe pháp được đấy. Mưa to quá không nghe được đúng không? Chúng ta niệm Phật 3 đến 5 phút để cho ông ấy đi thì đã. À, niệm Phật 3 đến 5 phút cho ông ấy đi đã thì chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ như thế này nói nó ầm ầm không nghe được cái gì cả. Bắt đầu vào câu hỏi thứ nhất của kỳ thứ 9 này. Có một Phật tử hỏi rằng, nhà con thì làm ăn bình thường, con sinh được hai cháu học xong rồi mà chưa có việc làm. Nói chung hai cháu nhà con cũng không gặp may mắn trong công việc. Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được khoảng 2 tháng. Nhà con bán hàng, con chỉ tụng vào sáng sớm, được một quyển buổi chiều. Con nghe đĩa thầy giảng và con đã làm theo lời giảng của thầy. Con đã cúng dường tượng Phật, cúng kinh, phóng sinh và làm cỗ chay cúng Phật. Tháng nào con cũng cố gắng lên chùa Khai Nguyên 2 đến 3 lần để cầu nguyện cho gia đình con và các con của con. Thầy cho con hỏi, làm như vậy đã được chưa ạ? Phật tử nói rằng gia đình làm ăn trên thì nói rằng làm ăn bình thường, sinh được hai con, các cháu học hành xong rồi nhưng vẫn chưa có công ăn việc làm, nói chung là chưa gặp may mắn. Phật tử này là cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng khoảng 2 tháng nay, cũng làm việc thiện như cúng dường tượng Phật và ấn tống kinh sách, thường là hay nghe giảng. Tháng cũng cố gắng lên chùa đến 2 đến 3 lần để cầu nguyện cho gia đình. Hỏi làm như vậy đã được chưa? Ở đây thì cái điều quan trọng là cái tụng kinh. Cái khi tụng kinh, cái tâm mình có để vào kinh không? Cái điều quan trọng là có nhất tâm tụng kinh không? Và một điều quan trọng nữa đó là mình đọc kinh, có hiểu được lời Phật dạy trong kinh để mà áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Tu tập để cho cái tâm mình ấy, nó được bình an, nó được thanh thản, không bị mọi cảnh vật của thế gian nó chi phối quá nhiều. Như là đừng để cho tham lam, cái tâm tham ấy, nó chen lấn mất cái tâm bồ đề của mình đi.
đừng để cho cái tâm sân giận á nó làm mất đi cái lòng từ bi của mình đi, cũng đừng để cho cái tâm mình nó si ám tin theo Phật một cách mê mờ thì cũng không đúng. Cái việc tụng kinh niệm Phật là để gì? Là để cho cái tâm mình nó được an. Cái cầu nguyện thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi, cầu nguyện là một phần nhỏ. Học Phật là phải, người tu Phật, tụng kinh Phật, tu Phật là phải học theo lời dạy của Phật, hành theo việc làm của Phật và noi theo cái gì, cái đức của Phật để mà tu. Chứ không phải là cứ tụng kinh niệm Phật là cầu hết cái này đến cái nọ, mong cho được, được thì vui, không được thì buồn, thì chán, thậm chí là gì, bỏ đạo, vân vân. Thì đó không phải là người đệ tử Phật, không phải là người học Phật chân chính. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được rằng tất cả cái tội phúc đều là do nhân duyên chúng ta tạo nên nhiều đời nhiều kiếp trước vậy. Vì sao? Có người hỏi rằng vì sao? Phật nói về nhân quả, nhân nào quả đấy. Tại sao chúng con thấy là có người làm việc rất xấu, rất ác mà họ vẫn không bị pháp luật trừng trị? Họ vẫn không bị Phật Thánh quở trách. Họ vẫn sống một cuộc sống là an vui, sung túc, thậm chí là có thể nói là được xã hội họ trọng vọng, vân vân và vân vân. Nói như vậy thì chúng ta chỉ thấy là cái nhân làm ác của họ đời này. Nhưng chúng ta không biết rằng cái nhân làm thiện của họ vô lượng vô số đời kiếp về trước. Nay họ được hưởng cái quả báo thiện do hạt giống đời trước, kiếp trước họ gieo trồng, nay họ thụ hưởng. Cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy là cái quả thiện của họ đang hưởng bây giờ, chứ không nhìn thấy cái nhân thiện họ trồng từ đời trước, kiếp trước, vô thủy kiếp trước, vân vân. Vì vậy mà chúng ta có cái sự hiểu lầm là nhìn nhận sai lệch về giáo lý của Đức Phật, hiểu biết, hiểu nhận sai lầm về luật nhân quả mà Đức Phật đã nói. Chúng ta phải hiểu luật nhân quả ở đây là gì? Sự vận hành vốn có của nó. Vốn dĩ khi có sơn hà đại địa, vốn dĩ khi có gì, vạn sự vạn vật ở thế gian này, thì quy luật nhân quả cũng liền đó mà có. Cái này có thì cái kia có, cái này mất thì cái kia mất. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói như vậy. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là sự tương tác lẫn nhau, tương duyên lẫn nhau ở trong cuộc sống này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cuộc sống của những cái người mà làm việc xấu ác bây giờ, ví dụ buôn gian bán lậu, quan tham hối lộ vân vân chẳng hạn, cái cuộc sống của họ vẫn sung túc, vẫn giàu có, vẫn khỏe mạnh, vẫn gì, vẫn an vui đầm ấm, thậm chí là ngày nào cũng ăn uống nhậu nhẹt rộn rã tiếng cười mà không thấy pháp luật là gì trừng trị, không thấy là trời Phật là bởi trách, mắng phạt vân vân chẳng hạn. Và họ nghĩ như rằng đấy không có nhân quả, không có tội phúc. Xin thưa các quý vị, Đức Phật nói ở trong kinh Nhân Quả Báo Ứng nói đấy chẳng qua là gì? Cái mà nhân ác ngày hôm nay họ gieo, thực sự là nó chưa đến lúc gì đơm hoa kết trái và chín mùi mà thôi. Tôi lấy một cái ví dụ giống như người nông dân. Một người nông dân cấy lúa đi, cho nó dễ đi, nói về cấy lúa nó cũng dễ hiểu hơn. Thì lúa thì thường là 3 tháng rưỡi đến 4 tháng, hoặc trên 4 tháng một tí, tùy theo lúa dài ngày hoặc ngắn ngày thì chúng ta được gặt. Nay cứ nói tóm lại là khoảng 4 tháng, từ khi gieo mạ cho đến khi gặt, khoảng tầm như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy người nông dân 4 tháng trước họ chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm, gieo xạ hoặc gieo mạ, nhổ mạ hoặc gieo thẳng, rồi họ chăm chỉ cái thửa ruộng của họ, dẫn nước, làm cỏ, bón phân, vân vân. Và khoảng độ đến tầm 3 tháng, khi mà lúa bắt đầu là có đồng và bắt đầu là rỗ rồi, rồi bắt đầu là gì, chắc xanh rồi, thì khi đó thì
người nông dân đó họ không ra tháo nước, dẫn nước bón phân nữa, cũng không làm cỏ nữa, và họ đi chơi. Họ đi chơi trong vòng nửa tháng hoặc cả tháng luôn, họ đi chơi, họ không làm nữa, họ không ra thăm đồng nữa, họ không làm nữa. Và mọi người thấy họ thấy cứ thấy họ đi chơi. Và sau khoảng một tháng hoặc 20 ngày nữa thì họ ngừng đi chơi lại, họ đi gặt. Thế họ đi gặt thì khi đó lấy là họ mang lúa về. Họ mang lúa về nhà, chất đầy sân đầy nhà, tùy theo họ cấy nhiều hay cấy ít. Nếu cấy nhiều thì đầy sân đầy nhà, có lúa để ăn. Nếu mà người mới đến gặp anh ta khoảng độ 15-20 ngày trước, nói rằng cái anh này nó lười lao động, suốt ngày tôi thấy nó đi chơi, nó ngồi ở quán rượu quán bia, nó ngồi ở ăn hàng ăn quán, ngày nào sáng nào tôi đi ăn cũng thấy nó đi ăn, và trưa nào tôi đi rồi đi đánh bóng hay đi đá bóng cũng thấy nó đi đá bóng, đi đánh bóng, tôi đi đánh cầu ngày nào cũng thấy nó đánh cầu, tôi đi chơi gôn ngày nào cũng đi chơi gôn, vân vân chẳng hạn. Nó lười biếng như thế, tại sao lại hôm nay lại thấy gì đến nhà nó thăm thì lại thấy nó lắm lúa lắm thóc đến thế? Nhưng chúng ta không biết rằng trước khi nó ham nó đi chơi đó, trước khi anh nông dân đi chơi, anh ấy đã làm mất 3 tháng ròng rã để chăm cho cái những cái thửa ruộng của mình, chăm cho những cái cánh đồng lúa của mình rồi. Những khi cái lúa của anh ta đến khi mà nó chắc xanh rồi, anh ta đấy có thể xả đi chơi được một tí. Nên chúng ta chỉ thấy cái lúc họ đi chơi, nhưng điều quan trọng là khi họ gạt về họ có lúa ăn. Đấy, cái trường hợp như vậy thì chúng ta thấy là có người, đây là cũng có những trường hợp, cái nhân mà đời này chúng ta đến thấy họ, có những người họ thể hiện làm cái việc nó họ không thích làm việc thiện nhiều. Đấy là tôi ví như là người không thích làm việc thiện nhiều. Ví dụ chúng ta đến khuyên họ đi chùa, họ không đi chùa. Khuyên họ bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, họ bảo rằng tôi nhà tôi làm được đồng tiền khó khăn vất vả quá, chẳng cần phải bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, tôi gì, tôi vẫn tự tâm tôi tu tập, tự tôi gieo trồng công đức là được. Trường hợp đó ví như người chăm chỉ làm ăn mấy tháng, chăm cho cái thửa ruộng của mình mấy tháng trước, nhưng mà khoảng 15-20 ngày sau thì anh ta đi chơi, anh ta không làm nữa. Nhưng mà khoảng sau 15-20 ngày anh ta gì, anh ta lại đi làm để gặt lúa về. Và gặt lúa về thì trường hợp này thì chỉ cho người có phúc hưởng phúc, nhưng không biết gì, không biết làm phúc tiếp theo, nhưng anh ta vẫn không làm tội, vẫn không làm việc xấu ác quá nhiều. Có cái anh ta không biết bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, làm việc thiện mà thôi. Còn thì trong cuộc sống anh ta gì, vẫn là bình thường, so với người thế gian gọi là bình thường, không làm xấu cũng chẳng làm ác, anh ta bình thường, có thể nói là hơi bo bo keo kiệt một chút, không chịu làm việc thiện, không chịu phóng sinh tu phúc vân vân. Thì những hạng người như thế chúng ta thấy là họ có giàu có của ăn của để nhưng không chịu làm việc thiện, thì những hạng người như thế thì đời sau kiếp sau thì cũng chưa biết là họ đi về đâu. Tất nhiên họ sẽ cũng không đọa vào ba đường ác đâu. Nhưng còn mà hạng người ở đây dẫn chứng để nói cho chúng ta một cái hạng người đời trước kiếp trước họ thì làm rất nhiều việc thiện, giống như là bác nông dân kia chăm chỉ làm ruộng cho đến gì, đến ngày gặt lúa. Khi gặt lúa về một cái anh ta thấy là ồ, nhà mình nhiều lúa thế này, ăn bao giờ cho hết, cho nên á thôi, nhiều thế này chất đầy hết là thóc lúa, hết trong hết cái hòm nọ đến bồ kia thế này, hết bồ thóc này đến bồ thóc kia thế này, ăn bao giờ cho hết, có thể ăn thì ăn đến tận 2-3 năm xong mới hết, cho nên thôi ta để ăn hết thì mới làm. Hoặc là anh ta nghĩ gì, ta đã vất vả quá nhiều rồi, bây giờ ta phải hưởng thụ, cho nên á đến vụ sau anh ta không đi làm, và anh ta lao vào con đường gì, ăn uống nhậu nhẹt. Bình thường ra cái lúa của anh ta có thể, nếu chỉ ăn bình thường, chi tiêu bình thường trong gia đình 4-5 người chẳng hạn, hai vợ chồng 2-3 đứa con, 4-5 người cứ ăn uống chi tiêu bình thường, không có việc gì đột xuất, thì anh ta có thể ăn được khoảng 2 năm chẳng hạn, tôi ví dụ như thế. Nhưng khi anh ta gì, ăn uống chơi bời nhậu nhẹt, cờ bạc lô đề bóng đá cá độ vân vân, bước đầu thì có thể anh ta thử, nhưng dần dần anh ta thử vào nó thành mê rồi. Khi mê rồi thì anh ta gì, anh ta không thể thoát ra được, và anh ta lao vào con đường đó. Các vị nghĩ xem, cái lương thực anh ta dành cho ăn 2 năm nó có còn được 2 năm không?
chắc chắn không được 2 năm nữa, mà có thể gì 6 tháng cũng không đủ nữa đối với anh ta. Đó. Hoặc có thể 8 tháng, có thể 10 tháng, tùy theo. Anh ta ăn đốt cái gì, ăn chơi quá đà thì nó sẽ hết nhanh. Tương tự như vậy, cái phúc báo của con người ta tạo ra nhiều đời nhiều kiếp về trước, mà đời này kiếp này chúng ta thọ hưởng đó. Có những người, có những kẻ nó làm rất nhiều việc xấu ác, buôn gian bán lậu, vân vân. Nhưng cuộc sống của nó chúng ta thấy nhờn, vẫn nhờn như ngoài vòng pháp luật. Đó chẳng qua là gì, ví như là cái thóc của anh ta, của anh nhà nông dân kia, nó ăn được 2 năm nhưng mà bây giờ nó mới ăn được khoảng gì, mới chi tiêu được khoảng 6 tháng. Nó còn khoảng 2-3 tháng nữa nó mới hết. Thì bây giờ thì chúng ta thấy là nó, chúng ta không thấy được cái phúc của nó thì vẫn còn một chút xíu, cho nên nó còn nhờn nhơ ở đó. Nhưng chúng ta thấy tất cả nhân quả Đức Phật đã nói đều không có sai. Nhân nào thì quả đấy. Cho nên ở đây Phật là Phật tử, chúng ta phải nhìn nhận rõ cái điều đó mà tu tập. Ở đây Phật tử nói rằng Phật tử có tụng kinh rồi, cúng dường tượng Phật rồi, cúng dường kinh sách rồi, nghe thầy giảng, tụng kinh phóng sinh thu phúc vân vân, ngày một tháng đến chùa 2-3 lần để cầu phúc cho gia đình. Nhưng mà thấy là con cái vẫn chưa công ăn việc làm. Phật tử này đã ý hỏi là gì? Con làm như vậy đã được chưa? Con đã đủ chưa? Thì tôi nghĩ rằng mình đừng có bao giờ kể công với Phật là mình đã làm được cái này cái nọ với Phật. Cũng đừng bao giờ kể công mà hỏi rằng con làm như vậy đã đủ chưa? Phúc báo thì mình làm không bao giờ đủ. Chúng ta thấy Phật thành Phật rồi, Phật đã nghĩ để ngồi hưởng cái phúc của mình chưa? Chưa. Phật chưa ngồi hưởng cái phúc của mình mà Phật thì còn càng gì đem cái phúc của mình để đi độ chúng sinh, cứu giúp chúng sinh không chỉ trong một thế giới mà gì nhiều thế giới, không chỉ một cõi tam thiên đại thiên thế giới mà gì mà hằng hà cõi tam thiên đại thiên thế giới, phân thân vô số biến khắp mười phương tùy duyên tùy nguyện để mà phổ độ chúng sinh. Cho nên nay chúng ta tu tập được bao nhiêu công đức, chúng ta chỉ chúng ta thì tự biết trong tâm, cầu Phật chứng và biết cho con thôi. Còn á, bao giờ mình mà đủ phúc á, thì tự nhiên á, gia đình của mình mọi sự sẽ đâu vào đó. Ở đây Phật tử này nói tụng kinh như thế mới có 2 tháng, nhà ngày tụng được có một thời, tối thì nghe pháp vì bận công việc gia đình, làm ăn bán hàng vân vân. Mà lúc bán hàng á, thì cái tâm chúng ta gì rất hay tạp, cho nên cái lúc ngồi vào tụng kinh á, đang ngồi tụng kinh cốc 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 nó cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, có khi lại nghĩ hôm nay không biết là hàng gì còn hàng gì hết, hàng còn hàng hết kia gì lo cái để nhập vào ra sao, bán ra sao, lo xem mấy cái đứa nhân viên nó bán nó có chôm chỉa tí nào không, vân vân, đủ thứ bài giảng lo trong đó. Cho nên một thời tụng kinh, nói là một thời tụng kinh nhưng chắc gì á một tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ, nhưng mình đã được khoảng một nửa thời gian là tâm an ở trong kinh đâu. Đó. Cho nên điều quan trọng là mình phải giữ cho tâm ý trong sạch. Điều quan trọng là phải giữ chọn niềm tin vào Đức Phật, giữ chọn vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh điển. Và mình gì? Mình chỉ cầu nguyện là thôi, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con, cho nghiệp chướng xấu ác, cái hạt nhân xấu ác vô thủy kiếp trước của con sớm được tiêu trừ, cái nhân thiện của con nó sớm được nảy nở, và cái sự khổ đau ở trong đời này kiếp này Phật Bồ Tát gì thấy mà cái nhân thiện con á nó nảy nở, nhân ác tiêu trừ đi á, quả thiện dần dần nó lớn lên á, thì cái hạnh phúc, sự mong cầu ở trong gia đình chúng ta không cầu nó cũng tự đến, không cầu cũng tự đến. Cho nên trường hợp Phật tử này á hỏi rằng làm việc như vân vân, như đã hỏi, như là tụng kinh niệm Phật, nghe giảng, phóng sinh, đi chùa tháng 2-3 lần như vậy đã đủ chưa? Tôi nghĩ rằng chưa đủ. Thì có thể người ta lại hỏi là thế làm như vậy chưa đủ thì bao giờ cho đủ? Bao giờ cho đủ? Tự Phật tử này sẽ trả lời được câu hỏi của mình. Ví dụ, Phật tử cứ nhất tâm tụng kinh tín Phật, niệm Phật như vậy, làm những việc thiện như thế, và hai đứa con của mình ra trường rồi chưa công ăn việc làm, khi mà hai đứa con ấy, nó nộp đơn, nó xin việc và nó đi làm được, có công ăn việc làm ổn định chẳng hạn, thì đó là gì? Đó là đủ cho cái việc gì?
cái việc mà con cái mình, gia đình mình, một phần nào đó đấy về phần đó. Còn việc nữa là Phật tử bảo không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vì sao mình không gặp nhiều may mắn? Vì cái phúc báo của mình còn kém vậy. Khi mình tụng kinh tu phúc, phóng sinh, làm thiện, vân vân, đi chùa lễ Phật, vân vân đó, cái công đức nó lớn, nó dày lên rồi ấy, thì tự nhiên mọi cái đó, vấn đề đó, nó sẽ được như ý nguyện của mình. Thì lúc đó nó được đến đâu thì Phật tử này sẽ tự hiểu. Đã, cũng có rất nhiều Phật tử trước khi đến với cái ngôi chùa Khai Nguyên này, họ rất đau khổ vì nhiều thứ. Tiền tài của cải thiếu thốn cũng đau khổ, tình cảm vợ chồng sứt mẻ cũng đau khổ, con cái hư hỏng cũng đau khổ, bệnh tật triền miên cũng đau khổ, vân vân. Nói tóm lại là có rất nhiều sự đau khổ khác nhau đến vô lượng vô biên các hoàn cảnh đến đây. Nhưng mà cũng có thì có rất nhiều Phật tử, rất nhiều thiện nam tín nữ, từ cái chỗ đau khổ đó họ thực sự hiểu được cuộc đời là vô thường, hiểu được cái quy luật nhân quả, và họ nhất tâm họ sám hối cái nhân xấu ở đời trước họ gieo trồng, hiểu được cái cuộc đời là vô thường, cho nên gì, họ phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật ngay, ăn chay niệm tụng kinh niệm Phật ngay. Thì chỉ một thời gian ngắn thôi, cuộc sống của gia đình họ hoàn toàn là gì, thay đổi. Những sự thiếu thốn về vật chất cũng dần dần được cải thiện, bệnh tật cũng dần được tiêu trừ, con cái hư hỏng cũng dần gì, dần ngoan ngoan ngoãn trở lại. Đó, như giảng kinh Địa Tạng thầy thường giảng đến 2-3 lần, không dưới 2 lần. Có một Phật tử ở gia đình ở khu vực quận Ba Đình gần chỗ Lăng Bác ấy. Khi còn ở cái nhà cũ ở khu vực nơi khác ấy, thì con trai hay rất ngoan, có 2 mẹ con, chồng cũng mất sớm, sinh con ra được mấy tuổi thì ông chồng mất, thì 2 mẹ con vì thương con cho nên bà mẹ ở như vậy để nuôi con. 2 mẹ con sống rất tình cảm. Nhưng từ khi đứa con thi vào đại học, bắt đầu bán nhà để chuyển ra gần chỗ trường học cho con trai đi học đỡ vất vả, mua nhà ở khu vực quận Ba Đình gần chỗ Lăng Bác. Nhưng từ khi cái ngày chuyển nhà về đó cũng là cái ngày gì, mẹ con gần như không có sự tiếp cận được với nhau. Mẹ muốn gần con như gì, con nó không nghe, nó không chịu. Thậm chí là mẹ bảo là có khi 2 năm, hơn 2 năm trời con học đại học, chưa bao giờ mẹ con ngồi ăn cơm chung với nhau, kể cả những ngày giỗ, ngày Tết, kể cả ngày giỗ bố nó, cúng xong nó lên bảo lên thắp hương, lên thắp nén hương xong nó lại vào phòng đóng cửa. Kể cả ngày Tết có 2 mẹ con vậy, nó cũng chẳng ngồi ăn chung với mẹ nó. Một cái việc, một cái hành động, cái việc làm nó quái thai như vậy, bà mẹ rất là buồn. Nhưng nói thì nó không nghe, nói thì nó bảo khổ lắm con biết rồi, và nó đóng cửa cả thình vào nó ở trong nhà, cũng chẳng biết nó làm gì nữa, gọi nó cũng chẳng thưa, mà nói nó cũng chẳng cãi, cứ như vậy lầm lầm lũi lũi như vậy. Và mẹ nó nghĩ rằng gì, có thể con mình bị bệnh tự kỷ, vào học đại học nó nhiều con nó tự kỷ, nhờ một vài nhà chuyên gia tâm lý đến để khám chữa cho nó, thì họ bảo không phải tự kỷ, nó bình thường. Sau năm 2015 thì khi bắt đầu mới hội tập xong bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng được một vài tháng thì có người mách thì bài lên, nói là bà nhưng mà chỉ khoảng ngoài 40 tuổi tí thôi, gần 50, còn trên dưới 50 chút xíu. Bài lên và gặp chúng tôi thì chúng tôi hướng dẫn cho là về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà. Bà ấy làm theo 21 ngày, 49 ngày. Và cũng qua cái ngày 49 đó thì một hôm thằng con nó đến, nó về nó bảo là mẹ hôm nay con nói chuyện với mẹ. Và mẹ nó thấy như vậy thấy rất là lạ, tưởng nó nói cái gì, ngồi nói chuyện, ngồi lại tí thì nó này con xin lỗi mẹ. Một thời gian qua là hơn 2 năm qua rồi, con cũng không hiểu là con tại làm sao mà con cứ sống nó như thế. Thế bây giờ thì tự nhiên là con suy nghĩ là con thấy là con có lỗi, và con nhận lỗi với mẹ, và từ ngày mai trở đi mẹ thổi cơm xong thì mẹ chờ con, mẹ gọi con, 2 mẹ con ăn cơm. Mẹ nghe nói câu đó mẹ nó từ rưng rưng và nước mắt và khóc òa đến ôm lấy đứa con, 2 mẹ con ôm nhau, và từ đó trở đi gia đình lại tiếp tục được đầm ấm và hạnh phúc như trước. Đó, cho nên thấy cái đấy là cái gì tác động, tôi không dám khẳng định là cái gì tác động, nhưng mà từ trước đây ở cái nhà cũ thì 2 mẹ con vẫn là rất hạnh phúc. Thi vào đại học một cái chuyển về
bán cái nhà cũ mua cái nhà mới gần trường học của con, để con đi học nó gần hơn và nhà cũng có điều kiện chút xíu. Thì con nó lại như vậy. Nhưng khi mà có người mách lên chùa Khai Nguyên xin thỉnh kinh Địa Tạng rồi về mà đọc tụng ở nhà được qua 49 ngày thì tự nhiên con nó như thế. Đó là gì? Tự người ta cảm nhận được là tội hết và phúc sinh. Nghiệp xấu ác gì? Nhân xấu ác đã gì? Đã qua. Và cái quả ngọt chín mùi gì? Đã tới. Tự họ biết, tự họ cảm nhận thấy. Cho nên ở đây á, tôi mới nói là Phật tử này gì? Chưa đủ là như, vì sao chưa đủ? Vì Phật tử còn khẳng định là còn chưa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, như con cái chưa có công ăn việc làm, mặc dù học hành đến nơi đến chốn cả hai đứa. Thì đây có nghĩa là quả ngọt chưa gì? Chưa chín mùi. Đây mới chỉ ở trong giai đoạn mà có thể là trái nó mới gì? Mới chắc xanh hoặc là nó gần gần chín thôi. Phật tử này cố lên một chút nữa. Mà phải giữ chọn cái niềm tin, đừng có thoái chuyển, đừng có nghe hôm nay người này nói thế này, mai người nói nó thế kia, nói thế kia mà thoái chuyển. Hôm nay mình đang tụng kinh Địa Tạng, mai nghe một sư nào đó hay là một Phật tử nào đó nói ôi giời tụng kinh Địa Tạng không tốt bằng kinh gì Pháp Hoa đâu, tụng kinh Pháp Hoa tốt hơn, thì lại bỏ Địa Tạng đi Pháp Hoa. Hay là có người đến nói ôi giời tụng kinh Địa Tạng không bằng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, trở thành một vị đại Bồ Tát, sẽ thành Phật ngay trong một đời. Tụng kinh Địa Tạng là đi con đường gì? Đường vòng. Còn tụng kinh Vô Lượng Thọ là đi con đường tắt. Nghe họ nói như vậy lại bỏ kinh Địa Tạng chạy theo tụng kinh Vô Lượng Thọ, vân vân và vân vân. Đó gọi là gì? Đó gọi là không giữ chọn niềm tin. Niềm tin là quan trọng nhất. Niềm tin vững vàng là quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai là phải chân thành để mà gì? Mà lễ Phật, niệm Phật, sám hối, tụng kinh. Cộng thêm việc lành ở bên ngoài đó là phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm việc thiện, nghe giảng pháp để cho mở mang kiến thức trí tuệ Phật học của mình. Mở mang rồi thì phải thực hành theo. Thì đó mới đem lại lấy an lạc thật sự trong cuộc sống. Chứ còn mở mang rồi thì vẫn bỏ đấy, không làm theo thì chẳng giải quyết được cái gì cả. Thì giống như chúng ta ghi bài giảng vào trong gì, trong cái đĩa CD hay là cassette mà thôi, băng cassette hoặc đĩa CD mà thôi. Nếu chỉ ghi vào đó mà bỏ đấy thì nó vẫn nằm ở đấy. Điều quan trọng chúng ta phải mở ra để nghe, chúng ta mới cảm nhận được gì, những cái lời hay ý đẹp ở trong gì, băng giảng, ý giảng mà người khác ghi, các thầy giảng chúng ta ghi vào trong đó. À, tương tự như vậy. Cho nên xin trả lời câu hỏi của Phật tử đó như vậy. Thôi thì hãy cố gắng lên nữa. Nói tóm là hãy cố gắng lên, đừng có thoái chuyển tâm Bồ Đề. Ngày mới tụng được một thời thì cái lúc bán hàng á, thì nên niệm Phật, nên niệm danh hiệu của Ngài. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được. Hoặc là niệm danh hiệu Quan Âm được, danh hiệu Địa Tạng được. Bây giờ đang tụng kinh Địa Tạng thì cứ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát được. Cứ niệm danh hiệu Ngài à. Rồi mọi chuyện thì dần dần nó sẽ gì? Nó sẽ tốt thôi. Xin được chuyển sang câu hỏi thứ tư. Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con kính lạy thầy ạ. Con sinh năm 1989, vợ con sinh năm 1991, con trai con sinh năm 2012, con gái con sinh năm 2015. Hiện nay vợ chồng con đang làm ở Hà Nội. Con có thuê một phòng trọ hướng Nam. Phòng có gác xếp cầu thang lại hướng thẳng ra cửa chính. Con ở đây được một năm rồi mà các con nhà con thường xuyên bị ốm. Có khi ốm cũng không tìm ra bệnh ạ. Thầy cho con hỏi ở phòng trọ như vậy có phải không hợp đất không ạ? Con có cách nào để giải hóa không ạ? Con cảm ơn thầy. Theo Phật giáo thì cái việc phong thủy đất cát nó rất là nhẹ nhàng, không có nặng nề gì cả. Nhưng mà theo về lão giáo thì cái việc là gì, chọn phong thủy đất cát rất là quan trọng. Hay là theo gì, theo các nhà phong thủy học ở thế gian á, họ cho rằng việc phong thủy đất cát thì rất là quan trọng, tối quan trọng đối với con người. Con người chúng ta nếu mà ở về con người mà hợp với mệnh thì nó sẽ sinh ra gì, sinh ra nhiều những cái sự may mắn, đem đến sức khỏe và tài lộc vân vân. Mệnh mà không hợp với miếng đất đó, thì cái hướng nhà ở đó, đất cát nhà ở vân vân đó, thì nó sinh ra rất nhiều điều tổn hại như là ốm đau, bệnh tật, gặp nhiều họa hoạn trong cuộc sống vân 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 chẳng hạn. Cái này nếu mà nói là không có thì cũng không đúng. Mà nói có thì chúng ta cũng chẳng giải thích được là vì sao mà có do đâu, hình tướng nó như thế nào.
Cũng giống như hỏi có ma hay không có ma. Nếu chúng ta bảo không có ma thì tại làm sao vẫn có người điên khủng loạn tâm do gì? Do ma làm. Ma trêu quỷ nhập. Cúng bái thì lại hợp lòng thì nó lại khỏi. Mà bảo ma nó như thế nào thì kể cả gì, cả tôi chẳng giải thích được nó như thế nào. Tóc xanh nhanh vàng, má phấn môi son, gót dài, đầu tròn áo ngắn ra làm sao, ma như thế nào tôi chịu chẳng giải thích được. Nhưng mà gì, cũng giúp cho được rất nhiều bị điên khùng bệnh tật do gì, do ma trêu quỷ nhập, họ khỏi bệnh, họ trở lại con người cuộc sống đời thường bình thường của họ. Nhưng bảo tôi giải thích nó như thế nào tôi chịu. Bảo giải thích theo kiểu khoa học biện chứng phương Tây ấy, là tôi chịu rồi. Cho nên là chúng ta thấy một thời gian là giữa triết học phương Đông và phương Tây. Phương Đông thì nói là duy tâm, phương Tây thì nói là gì? Duy vật. Bên phương Tây thì nói là phải giải thích bằng khoa học biện chứng, tức là giải thích phải có gì? Phải có dẫn chứng rõ ràng. Thì phương Đông nói rằng cái đó không cần thiết. Quan trọng nhất là cái tâm. Mà tâm ở đây không phải là quả tim, tâm ở đây là gì? Lòng thành và sự tin, tin tưởng tuyệt đối thì sẽ thay đổi được thế giới bên ngoài chúng ta. Hai bên nó giải thích có cái sự khác biệt giữa gì? Duy vật và duy tâm như thế. Cho nên là mấy trăm năm trước gì? Giữa hai cái dòng tư tưởng phương Đông và phương Tây, chúng ta thấy là gì? Cũng có một thời gian cãi nhau nảy lửa. Các nhà khoa học trên thế giới cãi nhau nảy lửa. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Phương Đông cũng áp dụng khoa học tiên tiến phát triển của phương Tây vào trong cuộc sống, mà phương Tây ấy, cũng đem áp dụng, nghiên cứu và áp dụng những cái phương diện tâm linh, tâm lý của phương Đông và áp dụng vào trong cuộc sống, nó đem lại cái sự tổng hòa xã hội ngày một tốt hơn. Đó. Thì ở đây Phật tử này nói rằng á, đã có vợ và có hai con như vậy, nhưng từ khi thuê cái nhà này về thì ốm đau quặt quẹo như vậy. Thì theo phong thủy học thì họ nói rằng là con người ta thì đều có sinh ra năm nào, tháng nào vân vân, nó đều có mệnh cả. Thì nói về phong thủy chia trẻ thì có thể học cả đời không hết. Nhưng mà họ chia ra thì con người ta thì có đông tứ trạch và có tây tứ trạch. Đông tứ trạch là gì? Là thuộc về cấn, chấn, tốn và khảm. Thuộc về đông tứ trạch. Tây tứ trạch là gì? Là khôn, đoài, cấn và kim. Đó là bốn hướng về gì? Bốn hướng đó là thuộc về tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó là thuộc về tây tứ trạch. Đông, đông nam, đông bắc và đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Xin lỗi, đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Thì đó là gì? Đó thuộc về đông tứ trạch. Họ chia ra là tây tứ trạch và đông tứ trạch. Mệnh người nào họ tính từ năm sinh. Mệnh người nào mà thuộc tây tứ trạch mà gặp hướng nhà, hướng ngõ, hướng ban thờ, hướng đầu giường ngủ, hướng bếp đun. Tây tứ trạch mà gặp đông tứ trạch, gặp vào bốn cái đó thì gọi là hung. Ví dụ như mà người như Phật tử này, này nói là sinh nam, sinh năm 1989, công thức tính của họ là gì? 100, lấy hai số cuối là số 89 này là nam. Thì lấy cho hai số cuối là 89. 100 trừ 89 còn bao nhiêu? Còn 11. 100 từ 89 còn 11. Và công thức tính đó là gì? Nhân với 9, cái số dư đó là mệnh. Thì nhân với 9 là gì? 9 thì còn dư thì 11 thì còn dư 2. Thì cái dư 2 đó là mệnh của cái chú Phật tử sinh năm 89 này. Dư 2 thì họ lại tính gì? Tính trong 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung. 5 ngũ trung cung là 5, trung cung là 6, càn 7, đoài 8, cấn và cửu tức là 9 là ly. Phật tử này là gì? Dư 2 thì 1 khảm 2 khôn. Phật tử này thuộc mệnh khôn. Khôn thuộc thổ. Thổ thì thuộc gì? Thuộc về tây tứ trạch. Tây tứ trạch đây là hợp với gì? Tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Và Phật tử này nói là nhà trọ hướng nam. Hướng nam thì thuộc về đông tứ trạch. Hướng nam thuộc về gì? Về hỏa. Phật tử này thuộc khôn về thổ. Thì cái này trong phong thủy học họ nói rằng đây là thuộc về phân ra gì? Đông tứ trạch và tây tứ trạch rồi. Cho nên có thể là như vậy mà sinh ra chuyện đau yếu như vậy. Rồi cả cầu thang thì là đâm thẳng ra ngõ. Tức là cũng đâm thẳng ra cửa ngõ theo hướng gì? Theo hướng chính của nhà, tức là hướng nam luôn.
Cho nên hai đứa con ốm đau quạt quẹo tìm không ra bệnh. Thôi cái trường hợp này thì thôi nếu mà nghe thầy thì thôi cứ, đây là phòng trọ mà, có không phải nhà của mình. Cho nên phòng trọ bây giờ nó cũng đẩy ra tìm nó cũng dễ lắm. Nhất là mấy năm nay bất động sản ế ẩm cho nên nhà cửa xây ra không bán được, họ cho thuê đầy chứ. Thôi chẳng ngại gì mình, thôi vợ chồng chuyển nên đi thuê một cái chỗ nào đó thì nó cũng hợp lý. Bây giờ thoải mái chỗ cho chúng ta chọn. Thì Phật tử này theo thầy khuyên thì nó đi thuê vào cái một cái hướng nhà có hướng, thì có hướng nhà là hướng phòng là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc, được chính Tây và Tây Nam, Tây Bắc là tốt nhất. Thì không thì hướng Đông Bắc cũng được. Đó, thì thuê những hướng nhà có những hướng đó ở. Đặc biệt là được cái cửa bếp đun, cửa bếp ga cũng quay về một trong bốn hướng đó nữa là tốt, tốt cho sức khỏe. Và khi ngủ cũng nên cho đầu giường về và bốn một trong bốn hướng đó này cũng rất tốt. Ngồi tiếp khách uống nước cũng quay mặt về hướng đó này cũng rất tốt. Đó. Cái này thì đúng ra thì theo Phật giáo thì không có được nặng nề về cái này, nhưng các vị mới chỉ là Phật tử tại gia, người sơ tâm học đạo thì cũng có thể là phương tiện chúng tôi khuyên như vậy. Còn khi mà tu hành, người xuất gia tu hành mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân đó, thì tất cả đều là gì tốt. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, hướng nào cũng tốt. Nếu như tâm mình tốt thì hướng nào cũng tốt. Tâm có thể chuyển cảnh vật bên ngoài, nhưng mà đấy là chỉ cho những bậc đại tu hành thì mới có thể chuyển được cảnh ở bên ngoài, từ chỗ xấu thành chỗ tốt, từ chỗ ô uế thành gì, chỗ thanh tịnh. Còn bây giờ thì còn đang ở nhà làm ăn như vậy, chịu sự chi phối của gì, của vạn sự vạn vật xung quanh mình, cho nên thì thôi thầy cũng khuyên phương tiện mà khuyên như vậy. Có một bạn trẻ hỏi rằng quan niệm của Phật Pháp về tứ hành xung như thế nào. Phật Pháp thì không có chấp nhận cái vấn đề tứ hành xung hay là ngũ hành xung gì gì đó. Mà Phật Pháp, ấy, Đức Phật nói gì? Về nhân quả, về luật nhân quả. Chứ con người ta sống ở trên đời này khổ đau, an vui hay hạnh phúc đều là do cái nhân thiện hay là nhân ác chúng ta gieo trồng ở đời trước, kiếp trước và đời này, kiếp này, mà có cái cuộc sống hiện tại an vui, hạnh phúc hay là khổ đau, phiền não của chúng ta này vậy. Cho nên ở đây thì nếu mà xét về cái quan niệm của Phật Pháp mà nói, thì cái chuyện tứ hành xung này chắc chắn là Phật Pháp không chấp nhận. Không chấp nhận. Vì tất cả đều là theo nhân quả, nghiệp báo mà tự chúng ta gây tạo cả. Cho nên chúng ta thấy là duy nhất chỉ có đạo Phật ở trên thế gian này là nói là con người ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Tức là chúng ta là người tạo nghiệp, và chúng ta cũng là người gì? Người thụ quả. Phật giáo không chấp nhận là con người ta sinh ra trên đời này là do một đấng thần linh nào, một đấng chúa tể nào là sáng tạo và ban phúc giáng họa cho chúng ta, mà chính do bản thân chúng ta tạo nên. Cho nên cái việc mà bảo là xem tuổi không hợp, mà bố mẹ cấm đoán không cho lấy nhau á, vì lấy nhau sợ sau này con cái mình bị khổ, cái này là không đúng với cái giáo lý nhân quả của nhà Phật nói. Đây là cái pháp của thế gian. Họ tin rằng nếu mà mệnh mà hợp nhau thì mới được sống trọn vẹn đầu bạc răng long. Mệnh mà không hợp nhau thì sẽ bị khổ đau hoặc đứt gánh giữa đường, vân vân. Điều đấy có đúng thật không? Xin thưa là theo quan điểm nhà Phật mà nhìn nhận và thực sự bản chất của cái sự việc đó, thì chúng ta thấy muốn biết cái sự việc đó, bạn cứ lên chỗ tòa án nhân dân quận hay huyện mà mình đang sống, bạn hỏi xem có bao nhiêu đôi hợp mệnh, hợp tuổi, không bị tứ hành xung mà đưa nhau ra tòa, và có bao nhiêu đôi không hợp mệnh, không hợp tuổi phạm tứ hành xung đưa nhau ra tòa, thì chắc chắn tòa án họ nói rằng họ sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những cái thông tin đó. Bạn sẽ thấy rằng có không ít những người hợp mạng, hợp tuổi, không bị tứ hành xung, nhưng cuộc sống vẫn gì đứt gánh giữa đường, vẫn có thể đưa nhau ra tòa, chia tay nhau khi mà cuộc sống vẫn có thể gì vừa bắt đầu đấy, gì đã đến cái lúc mà chia lìa rồi.
vừa mới bắt đầu được một vài tháng, có khi một vài năm đã chia lìa chia tay nhau rồi. Nhưng cũng có những người gì, bạn đi kiểm tra thấy có những gì, những người họ không hợp mạng, không hợp tuổi, phạm tứ hành xung, nhưng mà họ vẫn yêu thương nhau đến gì, đến trọn đời. Từ khi cưới nhau cho đến nay là 70-80 tuổi, thậm chí họ chưa nặng lời với nhau một lần nào. Đó. Cho nên là tất cả này là do gì? Do con người chúng ta tạo nên. Do con người chúng ta tạo nên. Con người chúng ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Tức là con người chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình, hoặc nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nghiệp thì có nghiệp thiện, ác và vô ký. Cho nên ở đây thì thầy nghĩ rằng bạn có nói rằng hai bạn đã tìm hiểu và đã yêu nhau, trân trọng nhau rất là lâu rồi. Nhưng mà bên bố mẹ, nhà chồng, nhà người yêu, bạn trai của bạn thì theo Phật Pháp, cho nên không có nặng nề cái chuyện là gì, là tuổi tác thế này thế khác. Miễn là các bạn yêu nhau, thương nhau thật sự. Còn bên nhà bạn là nhà gái thì là bố mẹ thì lại cấm đoán, lại bảo rằng nếu mà theo nó thì mất bố mẹ. Hoặc là gì, trong hai chọn lấy một, chọn tình hay là chọn hiếu, chọn nghĩa. Qua đây thì thầy có kể cho bạn câu chuyện xảy ra cũng từ năm ngoái. Cũng có một đôi, cô bé thì ở dưới tỉnh Thái Bình, còn anh chàng thì ở dưới Xuân Mai, Hà Nội chúng ta. Hai đứa cũng yêu nhau từ khi còn đang là sinh viên. Ra trường rồi thì hai đứa vẫn yêu nhau. Nhưng đặc biệt là bên nhà bạn trai thì cũng thế, cũng bảo là tứ hành xung, nam nữ xung khắc, cho nên là không thể nào mà chung sống với nhau được. Bà mẹ của cái cậu nam này thì đi xem bà Đồng bà Cốt, họ bảo là nếu mà cưới nhau thì con trai của bà sẽ chết sớm, chỉ trong vòng cưới nhau đến 2-3 năm thôi là con bà sẽ chết, cho nên bà lại càng xót. Như vậy cấm đoán, không cho con trai qua lại nữa. Và thậm chí là còn gọi điện xuống dưới chửi rủa bố mẹ nhà bạn gái thậm tệ. Và hai đôi bạn này cũng viết thư, viết huyết tâm thư để cầu cứu thầy, vì biết là mẹ hay lên chùa. Mà bạn trai này nói rằng mẹ của con trong cuộc đời này thì từ khi con thấy mẹ con nghỉ hưu cho tới giờ thì chưa bao giờ khen ai, chưa bao giờ nghe lời ai ngoài thầy cả. Cho nên viết huyết tâm thư nhờ thầy khuyên giải hộ. Vì hai bạn nói rằng là rất yêu nhau chân thành, yêu nhau tha thiết, và nguyện sống chung với nhau dưới một mái nhà, tức là sẽ làm vợ làm chồng với nhau ở kiếp này. Nhưng mà cha mẹ không đồng ý. Cả họ hàng bên nội, tức là bên cái anh chàng này cũng đều không đồng ý. Vì bố mẹ của cậu này vận động cả họ hàng đều là phá và không đồng ý. Thế khi tôi biết câu chuyện này, tôi gọi bà ấy lên, tôi cũng nói nhưng mà bà không nghe. Bà cứ bảo là nhất quyết là không đồng ý. Thế tôi bảo đấy, bà đi theo Phật rồi mà vẫn còn chấp như thế thì học Phật làm sao mà giải thoát. Phân tích cho nhiều nhưng cũng không nghe ra. Nhưng xong rồi thì một thời gian sau, dần dần thì bà cũng nguôi dần, nhưng mà với điều kiện thì lúc này nó lại thay đổi. Thì cái cô bé lại phải chuyển vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, để dạy học ở trong đấy. Thế bà bảo nếu mà đồng ý cho cưới nhưng mà cô bé là phải chuyển ra ngoài này thì mới đồng ý. Nhưng mà cô bé nó mới thi công chức được có năm hơn năm thì không thể chuyển được. Thế đấy cũng là một cái câu để thách đố nhau. Thế lúc này thì bắt đầu thì tôi bảo thế bây giờ thì cứ cho nó tìm hiểu nhau, hoặc là cưới cho nó thì cho nó tìm hiểu nhau khoảng độ tầm 1-2 năm nữa cũng được, không sao. Thế bà bảo nhất quyết không. Thế tôi bảo mà nhất quyết không thì này tôi không chịu thôi. Tôi không nói bà không được thì chắc chả ai nói được nữa, tôi chịu. Thế là thằng tôi bảo cái thằng cu kia là thằng cu cái tôi gọi thằng cu, thì nó ít bằng một nửa tuổi chúng tôi cho nên gọi thằng cu. Tôi bảo thằng cu thì đi lên đi, hôm nào cái con bé kia nó được nghỉ thì đem ra đây tôi xem cho thế nào, xem mặt xem nó ra sao, mặt mũi nó ra sao. Thế thì ra thì lúc đầu thì mẹ của cái cậu này này nói với tôi là cái cô bé đấy nó hơn cậu này là gần 20 tuổi. Thế cậu này mới có 20 mấy tuổi mà cô bé kia là hơn 40 tuổi rồi. Mà nói là nó là không phải là cái người bình thường đâu, nó là dân giang hồ. Tức là dân gì, dân giang hồ, dân thế này thế khác, nó bỏ bùa, nó mê hoặc cái con trai của con. Thế mình cũng tưởng thật, thì mình bảo là thôi thì bảo thằng cô kia thì cứ đưa cái con bé ra đây xem thế nào, làm sao mà mày lại yêu nó tha thiết, đằm thắm như thế. Mẹ mày thì bảo là nó hơn mày gần 20 tuổi. Mày thì bảo là bạn ấy ít hơn con 2 tuổi.
Thế thì tôi chả biết nghe ai. Thế đưa nó ra đây xem thế nào. Thế hóa ra đưa ra thì quả thật là cô bé đấy làm gì đã đến hơn 40 tuổi đâu, mới có hơn 20 tuổi. Thế tôi mới thấy, cũng ngoan, lễ phép, biết trên biết dưới, mà lại là có ăn có học đàng hoàng, học sư phạm hẳn hoi, ra làm giáo viên dạy cấp 2, cấp 3 gì đấy. Hình như cấp 3 thì phải, đại học sư phạm. Tức là gia đình cũng gia giáo, mẹ cũng là giáo viên. À, thì gia đình gia giáo chứ cũng không phải là dân giang hồ hơn 40 tuổi. Thế tôi thấy như vậy là có nghĩa là mẹ do gì, do không đồng ý cho con, vì gì, vì sợ con lấy, thứ nhất là lấy vợ xa, Hà Nội với tận Thái Bình là xa đến hàng trăm mấy trăm cây số. Cái thứ hai là đi xem bà Đồng nó dọa là bị tứ hành xung. Cho nên nếu cưới vào thì chỉ 1 đến 3 năm là gì, là con trai bà ấy chết. Thế tôi nhìn thấy cái hoàn cảnh như thế thì hai đứa nó ra, đưa ra tận đây, nó được nghỉ tận miền Nam, nó đi máy bay ra đây tức tốc. Thì tôi nhìn thấy, tôi hỏi qua chuyện, hỏi hai đứa thì hai đứa bảo là chúng con thực sự là thương yêu nhau. Qua khi mà gia đình hai bên mà có chuyện như thế, mẹ anh ấy cũng gọi điện chửi mẹ nhà con ở dưới kia, mà mẹ nhà con thì tức quá thì cũng chửi lại mẹ anh ấy. Thế là hai bên đã to tiếng với nhau, thậm chí là thề bồi là quyết là gì, không cho hai đứa đến với nhau rồi. Và chúng con cũng thử chia tay nhau một thời gian để xem anh ấy đi tìm một nửa mới của anh ấy, mà con cũng đi tìm nửa mới của con. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai chúng con đều không ai tìm được một nửa bên kia của nhau, và chúng con lại đi về với nhau. Và chúng con nghĩ rằng đời này kiếp này chúng con có duyên với nhau, cho nên bây giờ chỉ mong làm sao để cho thầy làm thế nào để nói để cho bố mẹ anh ấy có thể hoan hỉ được. Thế bắt đầu tôi mới bắt đầu thì tôi thì rồi cứ về đi, thế tôi sẽ gọi mẹ anh ấy lên tôi nói một lần nữa xem thế nào. Thế tôi gọi mẹ lên tôi nói thì mẹ nó vẫn cứ xuôi xuôi một chút, nhưng mà bảo vẫn cứ lăn tăn bảo là đấy, tứ hành xung, nếu mà cưới vào thì con của con chết thì làm thế nào. Thế tôi bảo là cái này thì nếu mà mệnh mà nó hết á, thì không phải tứ hành xung nó cũng chết, chứ không phải là mệnh nó còn mà tứ hành xung là nó chết. Sao tôi bảo là đấy, nếu mà bà cứ nghe tôi thì cho chúng nó gì yêu thương sống chung sống với nhau, cứ lo cho chúng nó đi. Nếu mà mệnh của nó mà còn á, mà do tứ hành xung mà chết á, thì tôi chết thay cho con trai của bà. Tôi nói như vậy và tôi bảo lãnh nha, nếu mà mệnh con của bà mà hết rồi á thì tôi chịu, mà mệnh con của bà mà nó còn mà do cưới vợ mà nó chết á, thì tôi sẽ chết thay. Tôi nói đến như vậy rồi mà bà vẫn còn lăn tăn. Nhưng xong rồi thì, nhưng mà tất nhiên là cũng xuôi xuôi hơn một chút. Thế bắt đầu thì tôi bật đèn xanh cho hai đứa và thôi bây giờ thì hai đứa phải quyết định đấy. Bật đèn xanh cho hai đứa quyết định, quyết định kiểu gì là do chúng mày quyết định đấy. Tôi cũng chẳng thể nào bày mưu cho chúng mày quyết định được. Thế là nghe tôi nói như thế, bắt đầu về một cái thế là cô bé kia vào trong miền Nam dạy học, thì mấy tuần sau cậu kia nhắn tin cho thầy, thầy ơi, con đi tìm với một nửa cuộc đời của con đây. Thế là nó vào miền Nam, nó vào đấy khoảng độ tầm 4-5 tháng. Thì vừa qua cuối cùng thì bà mẹ đi lên nói xin với tôi là thôi bây giờ nhà con là chịu thua rồi, con thì nhà con thông rồi, con thì chấp nhận rồi. Thế thầy tới đây cho chúng con thì đi xuống nhà bạn ấy để chúng con thì xin phép ông bà dưới đấy thì chúng con để thôi cho cưới cho chúng nó, thì không có bây giờ thì chúng con mất con. Thế thì nó đi bẵng mấy tháng đấy, nó trả điện thoại trả gì nữa cả cho ông bà biết tay. Đã thế thì muốn mất con thì nó đi bẵng cho mấy tháng luôn. Thế là cuối cùng là để thua nó, và vừa qua phải xuống tận nơi để cưới cho nó. Thế là cưới xong cách đây khoảng độ tầm 2 tuần rồi. Hôm qua lên gặp tôi là quỳ xuống cứ xin là may mà có thầy cho nên là chúng con thì mới tác thành được cho hai cháu. Hôm rồi thì đi xuống thế tôi xuống thì ông bà dưới kia còn thù không, bảo không, ông bà vui lắm. Cả hai bên bây giờ tôi hỏi bây giờ vui chưa, bảo cả vui rồi, tất cả hai bên đều vui rồi đấy. Đó. Tôi là thôi chúc mừng và đấy, bây giờ thế thôi, để nó nếu muốn nó ra ngoài này thì cứ để nó cháu nó dạy trong kia được 2-3 năm như quy định nhà nước, xong thì chuyển nó ra ngoài này cũng được. Đó. Quy định là phải được 3 năm nó mới được thuyên chuyển. Đó. Thế thì bảo vâng, thế thì được rồi đó. Cho nên cái trường hợp này, qua cái câu chuyện đó thì cái sự việc như vậy tương tự như bạn này bây giờ thì cũng ở tương tự như vậy, nhưng bạn kia thì là gì, nhà bạn trai thì cấm, còn câu hỏi của bạn này thì gì? Nhà bạn gái thì lại cấm. Thôi thì bây giờ thầy cũng chẳng biết khuyên kiểu gì, thì thôi thầy kể một câu chuyện có thật mới xảy ra khoảng độ tầm từ năm ngoái cho đến gì, cho đến khoảng 2 tuần nay đôi kia đã thành công vượt dòng thác lũ
định kiến sai lầm của cha mẹ mà gì mà thành công, và bây giờ khiến cho cha mẹ thì cũng hiểu và đứng lên gì đã lo tổ chức cho hai bạn ấy xong, mà lại hôm rồi là còn đi lên chùa để tụng kinh đấy chứ, à, lại lên chùa để xin tụng kinh để chúc phúc đấy chứ đó, cho nên ấy. Nhưng mà tôi thì đi vắng thôi, và tôi lên có các sư ở nhà để làm cho lá sớ để chúc phúc thôi, thì tôi thì đi vắng đó. Thế cho nên là trường hợp này thì bạn bảo là theo thầy thì con phải làm như thế nào, thì thầy chỉ khuyên là người, hai đứa các con thì bàn nhau cho nó kỹ, xin ý kiến bên gì bên bố mẹ của bạn ấy. Còn bố mẹ của con, thầy nghĩ rằng chẳng có bố mẹ nào bỏ được con đâu. Bây giờ gây áp lực cho con thì nói là gì, là hoặc là chọn chồng, hoặc là chọn anh ấy, hoặc là chọn bố mẹ, nói thế thôi. Con cứ quyết đi một bước thật gì thật mạnh mà xem, rồi bố mẹ sẽ cũng chẳng bỏ được con đâu mà lo. Nhưng mà trước khi làm cái gì thì phải suy nghĩ cho nó kỹ, anh ấy có thực sự yêu con thật lòng không, có lo cho con được suốt cái đoạn đường còn lại không, thấy xứng đáng thì mình mới hy sinh, còn không xứng đáng thì cũng phải xem xét. Đó, cái điều này thì thầy chưa tiếp xúc được, kể cả với bạn này thầy cũng chưa tiếp xúc, có thể tiếp xúc rồi nhưng mà thầy thì không nhớ mặt, vì nghe tiếng niệm A Di Đà Phật này chắc chắn là sinh viên hay lên dự khóa tu rồi, chắc chắn rồi. Vì những không phải sinh viên lên dự khóa tu thì chắc chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, còn niệm A Di Đà Phật thì chắc chắn là sinh viên lên dự khóa tu. Cho nên ở đây thì thầy chỉ đưa ra một cái định hướng như vậy, còn bạn phải là người quyết định nghe theo cái trái tim của mình và lý trí của mình, đưa ra quyết định cho nó đúng đắn. Nhà con có cây hương đã thờ từ lâu, nhưng con không biết cây hương thờ ai. Bạch thầy, cho con biết cây hương thường thờ những vị nào, bây giờ muốn xin giải đi thì phải làm như thế nào, có nhất thiết phải thờ cây hương không ạ? A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Cái cây hương này thì cái việc thờ cây hương này nó cũng theo tùy theo văn hóa dân tộc của địa phương từng nơi không giống nhau. Như cái theo tục lệ của người Hoa, tức là người Trung Quốc với một số người ở đằng trong của chúng ta, thì chúng ta thấy đi vào đằng trong, thế mạng đằng trong các tỉnh phía Tây Nam Bộ, các tỉnh phía Tây Nam Bộ chúng ta đi thấy nhà nào cũng có một cây hương, giàu nghèo nhà nào cũng có, giàu thì làm to, nghèo thì làm nhỏ, nhỏ cũng phải có một cây hương. Cũng giống như ngoài miền Bắc chúng ta, bên Lương chúng ta, nhà nào cũng phải có cái bàn thờ và thờ bát hương thần linh của tổ tiên và tổ tiên. Nhà nào cũng thế, nghèo cũng phải có cái bàn thờ để thờ gì, thờ thần linh và tổ tiên. Đấy, thì cái việc thờ cây hương ở trong các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ vân vân đó, chúng tôi có dịp đi thăm lục tỉnh vào trong đó thấy nhà nào cũng có cây hương. Nhưng cây hương ở trong kia thì chúng tôi chưa nghiên cứu, vì chúng tôi chỉ là người qua đường và đi tham quan, cho nên cũng chưa hỏi về cái văn hóa ở trong đấy họ thờ ai. Nhưng thường ở miền Bắc chúng ta thì có hai hệ thống thờ cây hương, tức là hai luồng tư tưởng thờ cây hương đó. Những người theo đạo Thánh á, có nghĩa là những người theo đạo Thánh, theo đạo Thánh tức là theo cái văn hóa tín ngưỡng dân gian á, tức là thờ đạo mẫu á, thì họ thờ cái cây hương là họ thờ là bán thiên mạo dậu công chúa trong cái dị hiệu viết để thờ là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa giáng ứng lô nhang quỷ thần bất đắc xâm nhập, hoặc là giáng ứng lô nhang là xong, cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa giáng ứng lô nhang. Nhưng đấy là những người theo đạo Thánh theo đạo Thánh thì họ cái dị hiệu và cái thờ của họ đó là thờ mẫu bán thiên. Thờ mẫu bán thiên, tức là mẫu ngoài trời, cho nên họ bảo cây hương thờ mẫu bán thiên, cho nên họ không làm cái nóc lên. Nhưng mà sau này chúng ta thấy là cũng nhiều gia đình, và bây giờ rất là nhiều, để không làm cái nóc thì mưa gió, ngày lễ, ngày Tết cúng bái ra thì cái mưa hoặc nắng, và nó nắng thì nó thiêu, nó hỏng lễ, mà mưa thì cũng hỏng, cho nên họ làm cái mái vào. Thì chúng ta thấy bây giờ đa số cây hương là làm mái. Đấy là ngoài kinh chúng ta. Thế còn ở trong quê, trong dân tộc Mường của chúng tôi, cái cây hương thì lại thờ khác, cây hương chứ là thờ thần linh. Trong quê chúng tôi thì là thần linh lại không thờ trong nhà. Trong nhà chỉ có bát hương gia tiên này, bát hương tổ cô, tổ cậu, hoặc là nếu gia đình nhà nào thờ thêm bên ngoại thì một bát hương bên nội, một bát hương bên ngoại, một bát hương tổ cô, bát hương tổ cậu, hoặc là tổ cô, tổ cậu dồn làm một. Thì giữa thì là bên nội, bên một bên
tay phải hướng vào thể bên ngoại, còn bên tay trái hướng vào là tổ cô tổ cậu thể chung như vậy. Nhưng cũng có gia đình thì họ lại thờ bát hương thần thần linh thì không có rồi. Thường thường trong quê chúng tôi ngày xưa là họ toàn thờ thần linh ở ngoài, nhưng bây giờ thì đất chật người đông, thì nhiều nhà bây giờ thì đất cũng chia nhau từng mét, nhà ngoài mình cũng không còn đất nhiều như ngày xưa nữa. Cho nên bây giờ có nhà chẳng có đất mà xây cây hương, thì vậy mà họ cũng gì cũng thờ như người Kinh của chúng ta là bát hương thần linh ở giữa, bát hương gia tiên ở bên tay phải mình hướng vào, và bát hương tổ cô tổ cậu thì chung là một ở bên tay trái mình hướng vào làm lễ. Đấy thì người dân tộc của chúng tôi bây giờ nhiều gia đình không có đất, họ thờ như vậy. Còn ngày xưa có đất thì thần linh là được thờ một cây hương. Và cây hương của người dân tộc ngày xưa là không có xây. Cây hương người dân tộc ngày xưa làm bằng tre, mỗi năm là một lần. Đấy, làm lại bốn cây tre, làm lại bốn góc, rồi đan cái phên cái ấy vào. Để, giống người dân tộc ngày xưa thì họ vẫn ở nhà sàn mà. Họ ở nhà sàn cho nên họ cũng không xây cây hương. Họ làm bằng tre và họ bảo là mỗi năm phải làm một lần như vậy cho mới. Để mỗi một năm để đón, thì đón thần linh thổ địa, đón một vị thần đất mới về nhận nhiệm vụ và quan sát, cho nên mỗi năm họ cũng làm mới một lần. Đấy cái phong tục ngày xưa như thế. Tôi nói thêm để chúng ta biết. Còn ở người Kinh chúng ta thì tôi đang nói là hệ thống thờ thứ nhất, cây hương là thờ Bán Thiên Mạo Dậu Công Chúa, tức là thờ gọi là thờ mẫu Bán Thiên đó. Còn một hệ thống theo Phật giáo của chúng ta và theo cái tín ngưỡng lâu đời của Trung Hoa thì họ viết là cái gì hiệu viết thờ cây hương là gì? Cung thỉnh, cung môn, môn khẩu, thổ địa, tài thần, giáng ứng lô hương. Tức là coi như là một cái vị gì? Một cái vị thần tài ban tài tiếp lộc để cho một cái gia đình đó. Thì cái cây hương này thì ngày xưa chúng tôi đi học các còn thị giả cố hòa thượng thượng viên Hạ Thành viện chủ hương cũng rất giỏi về phong thủy cũng như vấn đề tâm linh. Có cái cây hương này thì không cứ là phải lấy tuổi theo hướng của chủ nhà, mà cây hương này thì phải xem cái thế đất mà phải để về phía bên trũng ấy, để phía cao nó chảy về bên trũng mà hướng được cả hướng nhà nữa thì là tốt nhất. Cho nên khi mà làm sân hay làm cây hương thì phải tính trước cái địa thế phong thủy của nhà cửa đó, để khi mà làm sân người ta phải để cho nó dốc về ví dụ như nhìn theo hướng nhà chẳng hạn, thì người ta làm phải cho nó chảy về một góc nào đó. Ví dụ nhà về nhìn về hướng đông chẳng hạn, thì chúng ta muốn cái cây hương nhìn về hướng đông thì chúng ta phải cho nó chảy về cái hướng là cái hướng nước, nó chảy về hướng cho nó chảy về cái hướng ví dụ tây nam, cho chảy về hướng tây nam, tức là dồn dồn về hướng đó, thế là nó chảy về cái kiểu như các cụ nói như ngày xưa nói là kiểu người như đâm đó, mà người đi đâm đó, người đi đâm đó, nó phải chảy về chỗ chúng, nói nước chảy về chỗ chúng thì mình đặt cái hương đó về phía chỗ chúng đó, hướng về chỗ cái dốc đằng kia, thế là cứ thế là lộc tài lộc nó chảy vào. Đấy là ngày xưa là các cụ hay giải thích, mà chúng tôi thị giả cố hòa thượng viện chủ hương ngày cũng giải thích cho các Phật tử là như thế. Cho nên khi thờ cây hương thì nó cũng có nhiều cách thờ như vậy. Cũng nói thêm để Phật tử đưa câu hỏi này biết được. Phật tử nói rằng có nhất thiết phải thờ cây hương không? Thì cái này tùy duyên đấy. Cái này tùy duyên. Phật thánh là các vị thần linh, thần tài thổ địa không bắt chúng ta làm nhất thiết phải thờ họ. Chúng ta có tâm thì chúng ta thờ, có duyên chúng ta thờ thôi. Đất chúng ta rộng chúng ta có thờ, làm cây hương chúng ta thờ. Các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nếu chúng ta thờ phụng hương hỏa được tốt ấy, thì đương nhiên là chúng ta gì cũng có phúc thôi. Vì các ngài cũng là những vị thiện thần chuyên đi bảo hộ cho những người dân mà gì có tâm, có đức. Những người có tâm, có đức thì được các ngài hoan hỷ, các ngài bảo hộ. Như ngoài đời gọi là người ta bênh hộ, độ trì, che chở cho chúng ta, vân vân. Nói như tiếng thế gian kiểu như thế. Đó thì cũng tốt thôi. Còn Phật tử nào nói bây giờ nếu muốn giải đi thì làm thế nào? Cũng đơn giản thôi, chúng ta tụng kinh Địa Tạng khoảng độ 21 ngày và chúng ta tụng kinh xong chúng ta hồi hướng cho cái việc đó. Cầu nguyện các vị thần linh thổ địa, môn khẩu thổ địa thần tài, hay là thờ Bán Thiên Thánh Mẫu thì ta khấn Bán Thiên Thánh Mẫu. Ở gia đình chúng con ví dụ như đất chật, người đông phải chia cho thằng con trai thứ hai hay là vân vân chẳng đó, hay là phải bán cho cái nửa đất đó đi để bây giờ làm lại thì không còn đất để xây cây hương ở ấy nữa, thì thôi trước mắt thì thôi xin các ngài cho giải, thì mình tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày. Nếu mà cái cây hương đó mà thờ nhiều bát hương mà có lâu đời rồi thì chúng ta phải thờ thậm chí là tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để khấn nguyện cái việc đó, để kêu các ngài thì có ngự ở đó thì xin các ngài chuyển đến đền to phủ lớn
để các ngài ngự, để chúng ta xin cái chỗ đất đó để xây dựng nhà cửa, hoặc là đem bán một nửa đi, vân vân, để trang trải cuộc sống, vân vân chẳng hạn. Nếu bắt buộc phải giải thì chúng ta có thể tụng kinh Địa Tạng hồi hướng trước. Còn hôm mà giải thì chúng ta cũng tụng cho 3, 7 hoặc 21 biến đại bi thập chú, xong bát nhã, niệm án mani, bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, xong khi đó chúng ta khấn và chúng ta giải thôi. Như vậy là không sao. Đó, còn không phải đâu. Nếu tự nhiên chúng ta cứ ra đập phá bê vứt bát hương đập phá là có chuyện ngay đấy, không đơn giản đâu. Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu trích giảng Trả Lời Vấn Đáp Phật Pháp, Dấu Hiệu Để Biết Và Cách Hóa Giải Vong Nhập Như Thế Nào, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi. Thầy hoan hỷ cho con chia sẻ một sự việc của bản thân con. Trong suốt 20 năm nay, con có một vong theo con. Cứ mỗi lần con đi chùa hay về quê dỗ bố mẹ con, cái vong lại nhập vào người con, nói là tôi là tổ cô. Có lúc lại nói và giả danh là ông tổ, có lúc lại nói ông nọ bà kia. Vậy con mong thầy hoan hỷ giảng cho con và cách cho con phải làm thế nào để cái vong đó ra khỏi người con. Và con xin cảm ơn thầy. Con thiết tha mong thầy hoan hỷ dạy bảo cho con. Con rất mong được sự giúp đỡ của thầy. Kính chúc thầy mạnh khỏe luôn vì chúng sinh. A Di Đà Phật. Nguyễn Thị Thu, số nhà 46, ở tận Thanh Hóa này. Phật tử này tận Thanh Hóa này. Đâu là trường hợp này lên, trường hợp nào đứng lên ra đây xem là vong ở đâu, ở đâu, họ không đến à, đâu về rồi á? Thế về rồi mới hỏi cái gì? Về rồi thì làm sao làm được gì? Cái trường hợp này nếu có ở đây thì lên đây xem vong nó ở đâu. Và nếu mà về rồi thì thôi, qua câu hỏi này thì trả lời là về thôi. Nếu ở đây thì xử lý được ngay mà giải quyết được luôn. Nhưng mà về mất rồi nó cũng là cái duyên. Thôi thì bây giờ trả lời theo cách mà Phật tử này, cái vị này đã về rồi vậy. Cái này á, có gì đâu, cũng do cái đời trước, trong theo kinh nhân quả Đức Phật, do đời trước là gì? Cũng là người tu hành, hoặc xuất gia hoặc tại gia tu hành, nhưng mà mong cầu thần thông. Vì cái tâm mong cầu thần thông cho nên đời này kiếp này mới bị gì ạ? Mới bị ma chiêu quỷ nhập như vậy. Hoặc rằng vì gì? Có thể là mình do cái nghiệp sát hại quá nặng ở đời trước cho nên nay bị gì? Nay bị họ giả danh như vậy để gì? Là người thân để báo oán, để họ gì? Họ đòi ăn. Cho nên cái trường hợp này nếu mà ở đây thì xử lý có thể được ngay. Nhưng mà bây giờ nó về mất rồi thì phải, nó phải khó hơn một chút, phải nhất tâm. Đó là vị này về nên nhất tâm phát nguyện tụng 100 ngày kinh Địa Tạng này để hồi hướng cho cái oan gia trái chủ và các vong ấy. Và trường hợp này, Phật tử này nên nghe lại bài giảng này, nhất là cái đoạn này thầy hướng dẫn cho này. Và ai có cái tương tự như vậy thì khi mà các vị á, người mà bị như thế này nên học một câu thần chú nữa, câu thần chú ngắn ngắn thôi. Câu thần chú ngắn ngắn thôi, ví dụ như là câu thần chú Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, thế thôi. Nên học cái câu thần chú này. Câu thần chú Văn Thù Thân Chân Ngôn này nó có cái công năng là gì? Khi mà chúng ta chỉ tụng đến cái mức mà thuần thục, đến có lúc là phát quang, có lúc mà sinh trưởng công đức á, thì tất cả các ma chướng, các yêu ma đều không thể xâm nhập được vào thân thể mình. Nếu như mình nhất tâm mình đọc tụng thì dấu cho thiên ma 3 tuần cũng không làm gì được. Chứ đừng nói là mấy cái vong linh bé bé thì cũng thiên ma 3 tuần chẳng làm gì được. Huống chi là những vong linh quỷ thần nhỏ nhỏ ở trong gì? Ở trong nhân gian này. Lúc đọc thần chú này thì cái điều quan trọng, các vị nhớ này, cái chú Văn Thù Thân Chân Ngôn ở trong cái quyển nghi thức tụng chú Đại Bi á của chùa Khai Nguyên, chúng ta ấn tống có cái câu thần chú đó: Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam An Lam An Lam, Văn Thù Thân Chân Ngôn, An Sĩ Lâm Bổ Lâm,
Văn thủ tân chân ngôn án sĩ lâm bổ lâm án sĩ lâm bổ lâm án sĩ lâm bổ lâm đó, đọc thuộc câu thần chú đó, hoặc đọc thuộc hai câu thần chú, một là tịnh pháp giới chân ngôn, đọc nó cho 7 biến hoặc 21 biến trước. Khi mà chúng ta nghe người nó gai gai khó chịu, cái trường hợp mà vong nhập á, nó có mấy cái yếu tố thường là xảy ra. Một là tự nhiên là gì, nghe sầm tối mặt mày. Đấy, nghe người mà như mà mặt mày sầm tối một cái thì cái lúc đó là cái lúc liền vong nó vào. Cái trường hợp thứ hai, có thể khi có trường hợp chúng ta đang tụng kinh đó mà nó vẫn vào được, đang niệm Phật nó vẫn vào được, đó là nghe cái mày, hai mí mắt của chúng ta gì sụt xuống, tức là nó nặng, hai mí mắt nó sụt xuống như thế này, lúc đó cũng là lúc mà gì vong nó chuẩn bị vào. Cái trường hợp thứ ba thường hay gặp nhiều nhất, đó là khi đang nghe nặng hai mỏi hai bên vai này, đang ngồi tụng kinh niệm Phật hoặc đang làm gì hay đang đi đâu mà nghe hai bên vai nó mỏi, hai bên vai nó mỏi nhừ xuống, nó nặng chiếu xuống và nghe nó lạnh lạnh ở chỗ gáy này, trường hợp này là hay vào nhiều nhất. Hay vào nhiều nhất là khi nghe nặng hai bên vai mà cái gáy nó lạnh lạnh và cái lông tóc của chúng ta nó cứ dựng dựng lên, nó có một cảm giác nó gai gai. Các vị có cảm giác gai gai rét bao giờ chưa? Thì cái tóc, lông tóc của mình nó cứ dựng đứng lên, ngoài dựng ngược lông tóc, trường hợp như thế chuẩn bị nó vào. Và một cái trường hợp nữa đó là khi mà chúng ta tự nhiên là trong tim cảm thấy đập gì, đập mạnh. Vì sao tim đập mạnh? Vì chúng ta cảm giác, cảm nhận thấy thì cái thế giới tâm linh ở bên kia nó đến gần chúng ta, và chúng ta không khống chế được nó, và tự nhiên nó đến gần một cái thì tự nhiên chúng ta cảm giác cái tim đập mạnh và cứ nghe hồi hộp và sợ sệt, thì cứ hồi hộp như vậy, thở dốc một cái thì như vậy là nó vào rồi. Đấy, lúc đấy nó vào. Đó. Đấy, thầy đưa mấy cái trường hợp như vậy. Một cái điều nữa là nghe đau đầu. Trường hợp nữa là đau đầu, đau ở trên đỉnh đầu của huyệt bách hội này. Nghe đau đầu rất khó chịu thì được một chút thì cũng là nơi nó vào, vân vân. Có thể nó vào bằng nhiều cách, nhưng mà thường là đấy là mấy cách mà thầy đã trải nghiệm qua nhiều những các Phật tử họ đến họ kể, cũng như trong suốt bao nhiêu thời gian mình tu tập là giúp đỡ cho các Phật tử hay là những người mà bị bệnh hay bị ma nhập, vong nhập như vậy, thì họ kể thường thường đúc kết lại mấy cái thứ đó. Thì chúng ta khi đó là phải gì? Phải nhất tâm. Nếu chúng ta đang ở nhà thì ở đâu đó hay đang đi làm việc, kể cả đang làm ở ngoài đồng có người bị vong nhập các quý vị ạ, thì trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ nghe khó chịu gai gai như vậy, chúng ta không biết là nó bị cháy nắng trời trời hay là bị vong nó muốn nhập, không cần biết. Lúc đó chúng ta chỉ cần gì, nhất tâm chúng ta niệm tịnh pháp giới chân ngôn, làm khoảng độ 7 lần 21 lần như vậy, hoặc chúng ta niệm ba hơi an lam như vậy, làm hít vào, khi chúng ta niệm án lam có câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn án lam như vậy, chúng ta nên quán tất cả gì cái cảnh giới ở xung quanh chúng ta, không gian ở xung quanh chúng ta gì được quang minh của chư Phật Bồ Tát phóng tới mà gì làm cho sạch sẽ quang minh. Ví dụ trong ở trong phòng này thì cả cái phòng này chúng ta quán tưởng là gì, nó sáng trưng rực rỡ, không có gì, không để cho một thế lực đen tối nào có thể vào được trong cái khoảng không gian chúng ta gì đang ở này, mặc dù là hội trường này hoặc ở nhà chúng ta hoặc ở ngoài đồng hoặc là kể cả đang ngồi trên ô tô xe buýt vân vân, chúng ta cũng nên quán tưởng như thế. Và sau khi tụng ba cái hơi đó xong, ba hơi thần chú tịnh pháp giới đó xong, chúng ta phải nhất tâm tụng gì, văn thủ thân chân ngôn. Khi văn thủ thân chân ngôn án sĩ lâm bổ lâm, án sĩ lâm bổ lâm đó, chúng ta gì, nếu chúng ta hơi hơi khép mắt lại, hoặc là nếu đang đi xe thì phải mở mắt nhé, đang đi xe khép mắt lại mà nhắm mắt lại mà tụng thì thôi thì chết, đáng lẽ thì chưa chết nhưng mà là phải chết, vì thì lao vào cột mốc hoặc là lao vào lề đường, lao vào nhà dân hoặc lao vào ô tô thì rất nguy hiểm. Cho nên nếu đang lái xe máy đi trên đường vẫn có thể thấy người ngay ngay khó chịu, nó xúi mình là vào lâm vào chỗ này, đâm vào chỗ nọ, đâm vào chỗ kia, có trường hợp như thế thì mình gì nhất tâm mở to mắt ra thì mình tụng án sĩ lâm bổ lâm, án sĩ lâm bổ lâm, án sĩ lâm bổ lâm, chúng ta có thể đọc ra tiếng nhỏ nhỏ mấy cái môi hoặc là gì đọc ở trong tâm. Nhưng điều quan trọng khi đó chúng ta thì nếu đang ngồi xe máy, chúng ta phải quán tưởng là gì, có một cái vòng sáng, khi chúng ta tụng như vậy một cái vòng sáng từ ở trong gì thân thể chúng ta nó tỏa ra, nó tỏa sáng, tỏa rực ra. Các vị xem phim Tây Du Ký mà nhớ cái đoạn mà Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng cho sư phụ đi vào trong mà Bạch Cốt Tinh không thể vào được không? Xem không? Đó, về đấy, dùng cái đó. Các vị về xem cái tập phim của Bạch Cốt Tinh đó.
Tôn Ngộ Không khi mà đi xin cơm á, muốn bảo vệ sư phụ, cho nên thì bảo sư phụ đứng ở đó. Tôn Ngộ Không thì dùng cái gậy như ý của mình á, vẽ một vòng tròn một cái vào gì và bay đi xin cơm. Bạch Cô Tinh bắt đầu muốn vào hại sư phụ, cho nên là cứ vào một cái thì bị cái gì ạ, cái vòng đó, cái ánh sáng của cái vòng vẽ của Tôn Ngộ Không đó, nó đẩy ra. Cái vòng đó là gì? Đó chính là thiền định, đó chính là công đức, đó chính là giới phẩm. Do gì? Do giới định tuệ mà sinh ra cái gì, cái quang minh, cái ánh sáng công đức đó, khiến ma không thể vào, không thể vào được. Nay chúng ta nhất tâm tụng niệm, chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta thân chúng ta thì không làm ác, miệng chúng ta không nói việc ác, ý chúng ta cũng không nghĩ tới việc ác, cho nên đó là gì? Đó là thiền định, đó là giữ giới, đó là gì? Tâm chúng ta đang nhất tâm để niệm chú, đó là định. Vậy giới định tuệ đã có đầy đủ ở trong gì? Trong khi đó chúng ta đang nhất tâm trì chú rồi. Vì vậy mà nhân giới định tuệ đó mà phát ra một cái loại công đức, một loại quang minh từ ở trong gì? Trong A Lại Giá Thức của chúng ta. Ở trong kho tàng A Lại Giá Thức của chúng ta, trùng từ Bồ Đề Thiện, từ vô tỷ kiếp chúng ta gieo trồng, nay nó phát tác. Nay nó sinh ra và tỏa ra những cái hào quang sáng, cứ như vậy nó cứ ra từng đợt từng đợt. Các vị về có thể nhớ xem lại cái bộ phim Bạch, phim Tây Du Ký, cái tập Bạch Cốt Tinh đó, xem cái ánh sáng đó nó tỏa ra. Thì chúng ta nên quán tưởng nó. Phật tử này hỏi câu hỏi này này, nên xem lại cái đoạn đó và nên quán tỏa. Khi chúng ta niệm như vậy, cứ nhất tâm niệm như vậy, nó tỏa ra thì khiến cho tất cả các gì yêu ma quỷ mị không thể xâm nhập được vào thân mình nữa. Nếu như Phật tử nào mà cũng hay thỉnh thoảng hay bị như vậy thì cũng nên làm như vậy, một thời gian sau là khỏi thôi. Và một cái điều nữa là nên gì? Nên tập thể dục. Cái trường hợp này nên tập thể dục, nên tập thể dục cái dịch cân kinh nhé, để cho nó cái khí âm dương gì nó quân bình. Dịch cân kinh ở đây có Phật tử nào biết không? Cái bài dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma dạy rất là đơn giản thôi. Tập thế này này, cứ vẩy tay này. Đây thì làm luôn cho xem. Vẩy tay. Đứng hai chân bằng vai này. Hai chân bằng vai, dang hai chân bằng vai này. Hai chân bằng vai. Hoặc là có một cái thế đứng gì, hai chân gì khép khép vào như thế này. Vừa đứng cái hình chữ V, hai cái mũi đầu chân, hai đầu chân mũi chân ra lên như thế này. Và bắt đầu là cứ thế là vẩy thôi. Vẩy sang tay sang sau này thôi. Khi vẩy sang thì chân 4, 10 đầu ngón chân là gì, kiếng lên trên hư không này, kiếng lên trên cao này. Cứ vẩy là kiếng lên, vẩy một lần là kiếng lên. Đó, như vậy. Thầy đang mặc cái áo cho nên chúng ta khó nhìn, nhưng mà một cái đấy là một cái bài dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma. Khi vẩy lên như thế á thì cái chân cho 10 đầu ngón chân chúng ta nhấc cao lên, cái hậu môn chúng ta thì chúng ta thoát cái hậu môn vào. Đó là cái bài tập để dưỡng khí sinh thần, và dưỡng khí sinh thần khiến cho cái cơ thể của chúng ta, cái âm dương nó hài hòa, nó không cái đẩy cái khí âm đi, nuôi tăng trưởng cái khí dương lên, thì cũng là một cái biện pháp khiến cho các vong nó không thể nhập được vào. Đó, nó không thể nhập được vào nữa. Đấy là một cái phương pháp gọi là trợ duyên thêm. Đó, trợ duyên thêm cho cái chỉ chú của chúng ta vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Ngày nên 3 thời thể dục như vậy, khoảng 15 đến 30 phút như vậy thì thân thể sẽ rất là khỏe mạnh. Hoặc là cũng học thêm lễ Phật y học nữa. Học thêm cách lễ Phật đi học nữa. Cách lễ Phật đi học xem, có thể xuống phòng thông tin tỉnh là cái đĩa đó, hoặc là về xem ở trang web của nhà chùa có cách lễ Phật đi học của tỉnh Tông Hội Việt Nam đó. Vừa nói đến ma, ma nó đến nó phá, nó làm cho chúng ta không nghe pháp được đấy. Mưa to quá không nghe được đúng không? Chúng ta niệm Phật 3 đến 5 phút để cho ông ấy đi thì đã. Niệm Phật 3 đến 5 phút cho ông ấy đi đã thì chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ như thế này nói nó ầm ầm không nghe được cái gì cả. Bắt đầu vào câu hỏi thứ nhất của kỳ thứ 9 này. Có một Phật tử hỏi rằng nhà con thì làm ăn bình thường, con sinh được hai cháu học xong rồi mà chưa có việc làm, nói chung hai cháu nhà con cũng không gặp may mắn trong công việc.
Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được khoảng 2 tháng. Nhà con bán hàng, con chỉ tụng vào sáng sớm, được một quyển buổi chiều. Con nghe đĩa thầy giảng và con đã làm theo lời giảng của thầy. Con đã cúng dường tượng Phật, cúng kinh, phóng sinh và làm cỗ chay cúng Phật. Tháng nào con cũng cố gắng lên chùa Khai Nguyên 2 đến 3 lần để cầu nguyện cho gia đình con và các con của con. Thầy cho con hỏi, làm như vậy đã được chưa ạ? Phật tử nói rằng gia đình làm ăn trên thì nói rằng làm ăn bình thường, sinh được 2 con, các cháu học hành xong rồi nhưng vẫn chưa có công ăn việc làm, nói chung là chưa gặp may mắn. Phật tử này là cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng khoảng 2 tháng nay, cũng làm việc thiện như cúng dường tượng Phật và ấn tống kinh sách, thường là hay nghe giảng. Tháng cũng cố gắng lên chùa đến 2 đến 3 lần để cầu nguyện cho gia đình. Hỏi làm như vậy đã được chưa? Ở đây thì cái điều quan trọng là cái tụng kinh. Cái khi tụng kinh, cái tâm mình có để vào kinh không? Cái điều quan trọng là có nhất tâm tụng kinh không? Và một điều quan trọng nữa đó là mình đọc kinh có hiểu được lời Phật dạy trong kinh để mà áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, tu tập để cho cái tâm mình nó được bình an, nó được thanh thản, không bị mọi cảnh vật của thế gian nó chi phối quá nhiều. Như là đừng để cho tham lam, cái tâm tham nó chen lấn mất cái tâm bồ đề của mình đi. Đừng để cho cái tâm sân giận nó làm mất đi cái lòng từ bi của mình đi. Cũng đừng để cho cái tâm mình nó si ám, tin theo Phật một cách mê mờ thì cũng không đúng. Cái việc tụng kinh niệm Phật là để gì? Là để cho cái tâm mình nó được an. Cái cầu nguyện thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cầu nguyện là một phần nhỏ. Học Phật là phải, người tu Phật, tụng kinh Phật, tu Phật là phải học theo lời dạy của Phật, hành theo việc làm của Phật và noi theo cái gì, cái đức của Phật để mà tu. Chứ không phải là cứ tụng kinh niệm Phật là cầu hết cái này đến cái nọ, mong cho được, được thì vui, không được thì buồn, thì chán, thậm chí là gì, bỏ đạo, vân vân. Thì đó không phải là người đệ tử Phật, không phải là người học Phật chân chính. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được rằng tất cả cái tội phúc đều là do nhân duyên chúng ta tạo nên nhiều đời nhiều kiếp trước vậy. Vì sao? Có người hỏi rằng vì sao? Phật nói về nhân quả, nhân nào quả đấy. Tại sao chúng con thấy là có người làm việc rất xấu, rất ác mà họ vẫn không bị pháp luật trừng trị? Họ vẫn không bị Phật Thánh quở trách. Họ vẫn sống một cuộc sống là an vui, sung túc, thậm chí là có thể nói là được xã hội họ trọng vọng, vân vân và vân vân. Nói như vậy thì chúng ta chỉ thấy là cái nhân làm ác của họ đời này, nhưng chúng ta không biết rằng cái nhân làm thiện của họ vô lượng vô số đời kiếp về trước, nay họ được hưởng cái quả báo thiện do hạt giống đời trước kiếp trước họ gieo trồng, nay họ thụ hưởng. Cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy là cái quả thiện của họ đang hưởng bây giờ, chứ không nhìn thấy cái nhân thiện họ trồng từ đời trước kiếp trước, vô thủy kiếp trước, vân vân. Vì vậy mà chúng ta có cái sự hiểu lầm là nhìn nhận sai lệch về giáo lý của Đức Phật, hiểu biết, hiểu nhận sai lầm về luật nhân quả mà Đức Phật đã nói. Chúng ta phải hiểu luật nhân quả ở đây là sự vận hành vốn có của nó. Vốn dĩ khi có sơn hà đại địa, vốn dĩ khi có gì vạn sự vạn vật ở thế gian này, thì quy luật nhân quả cũng liền đó mà có. Cái này có thì cái kia có, cái này mất thì cái kia mất. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói như vậy, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là sự tương tác lẫn nhau, tương duyên lẫn nhau ở trong cuộc sống này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cuộc sống của
những cái người mà làm việc xấu ác bây giờ, ví dụ buôn gian bán lậu, quan tham hối lộ vân vân chẳng hạn, cái cuộc sống của họ vẫn sung túc, vẫn giàu có, vẫn khỏe mạnh, vẫn gì, vẫn an vui đầm ấm, thậm chí là ngày nào cũng ăn uống nhậu nhẹt rộn rã tiếng cười, mà không thấy pháp luật là để trừng trị, không thấy là trời Phật là bởi trách mắng phạt vân vân chẳng hạn, và họ nghĩ như rằng đấy không có nhân quả, không có tội phúc. Xin thưa các quý vị, Đức Phật nói ở trong kinh Nhân Quả Báo Ứng, nói đấy chẳng qua là gì? Cái mà nhân ác ngày hôm nay họ gieo, thực sự là nó chưa đến lúc gì đơm hoa kết trái và chín mùi mà thôi. Tôi lấy một cái ví dụ giống như người nông dân. Một người nông dân cấy lúa đi, cho nó dễ đi, nói về cấy lúa thì chúng ta dễ hiểu hơn. Thì lúa thì thường là 3 tháng rưỡi đến 4 tháng, hoặc trên 4 tháng một tí, tùy theo lúa dài ngày hoặc ngắn ngày thì chúng ta được gặt. Nay cứ nói tóm lại là khoảng 4 tháng, từ khi gieo mạ cho đến khi gặt, khoảng tầm như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy người nông dân 4 tháng trước họ chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm, gieo xạ hoặc gieo mạ, nhổ mạ hoặc gieo thẳng, rồi họ chăm chỉ cái thửa ruộng của họ, dẫn nước, làm cỏ, bón phân, vân vân. Và khoảng độ đến tầm 3 tháng, khi mà lúa bắt đầu là có đồng và bắt đầu là rỗ rồi, rồi bắt đầu là gì? Chắc xanh rồi. Thì khi đó thì người nông dân đó họ không ra tháo nước, dẫn nước bón phân nữa, cũng không làm cỏ nữa, và họ đi chơi. Họ đi chơi trong vòng nửa tháng hoặc cả tháng luôn. Họ đi chơi, họ không làm nữa, họ không ra thăm đồng nữa, họ không làm nữa. Và mọi người thấy họ thấy cứ thấy họ đi chơi. Và sau khoảng 1 tháng hoặc 20 ngày nữa thì họ ngừng đi chơi lại, họ đi gặt. Thế họ đi gặt, thì khi đó lấy là họ mang lúa về. Họ mang lúa về nhà, chất đầy sân đầy nhà, tùy theo họ cấy nhiều hay cấy ít. Nếu cấy nhiều thì đầy sân đầy nhà, có lúa để ăn. Nếu mà người mới đến gặp anh ta khoảng độ 15-20 ngày trước, nói rằng cái anh này nó lười lao động, suốt ngày tôi thấy nó đi chơi, nó ngồi ở quán rượu, quán bia, nó ngồi ở ăn hàng, ăn quán, ngày nào sáng nào tôi đi ăn cũng thấy nó đi ăn, và trưa nào tôi đi rồi đi đánh bóng hay đi đá bóng cũng thấy nó đi đá bóng, đi đánh bóng. Tôi đi đánh cầu ngày nào cũng thấy nó đánh cầu, tôi đi chơi gôn ngày nào cũng đi chơi gôn, vân vân chẳng hạn. Nó lười biếng như thế, tại sao lại hôm nay lại thấy gì? Đến nhà nó thăm thì lại thấy nó lắm lúa lắm thóc đến thế. Nhưng chúng ta không biết rằng trước cái khi nó ham nó đi chơi đó, trước cái khi anh nông dân đi chơi, anh ấy đã làm mất 3 tháng ròng rã để chăm cho những cái thửa ruộng của mình, chăm cho những cái cánh đồng lúa của mình rồi. Những khi cái lúa của anh ta đến khi mà nó chắc xanh rồi, anh ta đấy có thể xả đi chơi được một tí. Nên chúng ta chỉ thấy cái lúc họ đi chơi, nhưng điều quan trọng là khi họ gặt về họ có lúa ăn. Đấy, cái trường hợp như vậy thì chúng ta thấy là có người, đấy là cũng có những trường hợp, cái nhân mà đời này chúng ta đến thấy họ, có những người họ thể hiện làm cái việc nó, họ không thích làm việc thiện nhiều. Đấy là tôi ví như là người không thích làm việc thiện nhiều. Ví dụ chúng ta đến khuyên họ đi chùa, họ không đi chùa. Khuyên họ bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, họ bảo rằng tôi, nhà tôi làm được đồng tiền khó khăn vất vả quá, chẳng cần phải bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, tôi gì, tôi vẫn tự tâm tôi tu tập, tự tôi gieo trồng công đức là được. Trường hợp đó ví như người chăm chỉ làm ăn mấy tháng, chăm cho cái thửa ruộng của mình mấy tháng trước, nhưng mà khoảng 15-20 ngày sau thì anh ta đi chơi, anh ta không làm nữa. Nhưng mà khoảng sau 15-20 ngày anh ta gì, anh ta lại đi làm để gặt lúa về. Và gặt lúa về thì trường hợp này thì chỉ cho người có phúc hưởng phúc, nhưng không biết gì, không biết làm phúc tiếp theo. Nhưng anh ta vẫn không làm tội, vẫn không làm việc xấu ác quá nhiều. Có cái anh ta không biết bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, làm việc thiện mà thôi. Còn thì trong cuộc sống anh ta gì, vẫn là
bình thường so với người thế gian, gọi là bình thường, không làm xấu cũng chẳng làm ác, anh ta bình thường, có thể nói là hơi bo bo keo kiệt một chút, không chịu làm việc thiện, không chịu phóng sinh tu phúc vân vân. Thế nhưng hạng người như thế, chúng ta thấy là họ có giàu có của ăn của để nhưng không chịu làm việc thiện, thì những hạng người như thế thì đời sau kiếp sau thì cũng chưa biết là họ đi về đâu, tất nhiên họ sẽ không đọa vào ba đường ác đâu. Nhưng còn mà hạng người ở đây dẫn chứng để nói cho chúng ta một cái hạng người đời trước kiếp trước họ thì làm rất nhiều việc thiện, giống như là bác nông dân kia chăm chỉ làm ruộng cho đến gì, đến ngày gặt lúa. Khi gặt lúa về một cái anh ta thấy là ồ, nhà mình nhiều lúa thế này ăn bao giờ cho hết, cho nên á thôi nhiều thế này chất đầy hết là thóc lúa hết trong hết cái hòm nọ đến bồ kia thế này, hết bồ thóc này đến bồ thóc kia thế này, ăn bao giờ cho hết, có thể ăn thì ăn đến tận 2-3 năm xong mới hết, cho nên thôi ta để ăn hết thì mới làm. Hoặc là anh ta nghĩ gì, ta đã vất vả quá nhiều rồi, bây giờ ta phải hưởng thụ, cho nên á đến vụ sau anh ta không đi làm và anh ta lao vào con đường gì, ăn uống nhậu nhẹt. Bình thường ra cái lúa của anh ta có thể, nếu chỉ ăn bình thường, chi tiêu bình thường trong gia đình 4-5 người chẳng hạn, hai vợ chồng, 2-3 đứa con, 4-5 người cứ ăn uống chi tiêu bình thường, không có việc gì đột xuất, thì anh ta có thể ăn được khoảng 2 năm chẳng hạn, tôi ví dụ như thế. Nhưng khi anh ta gì ăn uống chơi bời nhậu nhẹt, cờ bạc lô đề, bóng đá cá độ vân vân, bước đầu thì có thể anh ta thử, nhưng dần dần anh ta thử vào nó thành mê rồi. Khi mê rồi thì anh ta gì? Anh ta không thể thoát ra được. Và anh ta lao vào con đường đó. Các vị nghĩ xem, cái lương thực anh ta dành cho ăn 2 năm nó có còn được 2 năm không? Chắc chắn không được 2 năm nữa. Mà có thể gì? 6 tháng cũng không đủ nữa đối với anh ta. Đó. Hoặc có thể 8 tháng, có thể 10 tháng, tùy theo. Anh ta ăn đốt cái gì? Ăn chơi quá đà thì nó sẽ hết nhanh. Tương tự như vậy, cái phúc báo của con người ta tạo ra nhiều đời nhiều kiếp về trước, mà đời này kiếp này chúng ta thọ hưởng đó. Có những người, có những kẻ nó làm rất nhiều việc xấu ác, buôn gian bán lậu vân vân, nhưng cuộc sống của nó chúng ta thấy nhờn, vẫn nhờn như ngoài vòng pháp luật. Đó chẳng qua là gì, ví như là cái thóc của anh ta, của anh nhà nông dân kia, nó ăn được 2 năm, nhưng mà bây giờ nó mới ăn được khoảng gì, mới chi tiêu được khoảng 6 tháng. Nó còn khoảng 2-3 tháng nữa nó mới hết. Thì bây giờ thì chúng ta thấy là nó, chúng ta không thấy được cái phúc của nó thì vẫn còn một chút xíu, cho nên nó vẫn còn nhờ nhơ ở đó. Nhưng chúng ta thấy tất cả nhân quả Đức Phật đã nói đều không có sai. Nhân nào thì quả đấy. Cho nên ở đây Phật là Phật tử, chúng ta phải nhìn nhận rõ cái điều đó mà tu tập. Ở đây Phật tử nói rằng Phật tử có tụng kinh rồi, cũng giảng tượng Phật rồi, cũng giảng kinh sách rồi, nghe thầy giảng tụng kinh phóng sinh thu phúc vân vân, ngày một tháng đến chùa 2-3 lần để cầu phúc cho gia đình, nhưng mà thấy là con cái vẫn chưa công ăn việc làm. Phật tử này đại ý hỏi là gì? Con làm như vậy đã được chưa, con đã đủ chưa? Thì tôi nghĩ rằng mình đừng có bao giờ kể công với Phật là mình đã làm được cái này cái nọ với Phật, cũng đừng bao giờ kể công mà hỏi rằng con làm như vậy đã đủ chưa. Phúc báo thì mình làm không bao giờ đủ. Chúng ta thấy Phật thành Phật rồi, Phật đã nghĩ để ngồi hưởng cái phúc của mình chưa? Chưa. Phật chưa ngồi hưởng cái phúc của mình, mà Phật gì còn càng gì đem cái phúc của mình để đi độ chúng sinh, cứu giúp chúng sinh, không chỉ trong một thế giới mà gì nhiều thế giới, không chỉ một cõi tam thiên đại thiên thế giới mà gì mà hằng hà cõi tam thiên đại thiên thế giới, phân thân vô số biến khắp mười phương, tùy duyên tùy nguyện để mà phổ độ chúng sinh. Cho nên nay chúng ta tu tập được bao nhiêu công đức, chúng ta chỉ chúng ta gì tự biết trong tâm, cầu Phật chứng và biết cho con thôi. Còn bao giờ mình mà đủ phúc thì tự nhiên gia đình của mình mọi sự sẽ đâu vào đó. Ở đây Phật tử này nói tụng kinh như thế mới có 2 tháng, nhà ngày tụng được có một thời, tối thì nghe pháp vì bận công việc gia đình, làm ăn bán hàng vân vân. Mà lúc bán hàng thì cái tâm chúng ta gì rất hay tạp, cho nên cái lúc ngồi vào tụng kinh đang ngồi tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, có khi lại nghĩ hôm nay không biết là hàng gì còn hàng gì hết,
hàng còn hàng hết kia gì, lo cái để nhập vào ra sao, bán ra ra sao, lo xem mấy cái đứa nhân viên nó bán nó có chôm chỉa tí nào không, vân vân, đủ thứ và giảng lo trong đó. Cho nên một thời tụng kinh, nói là một thời tụng kinh nhưng chắc gì á, một tiếng rưỡi hai tiếng đồng hồ, nhưng mình đã được khoảng một nửa thời gian là tâm an ở trong kinh đâu đó. Cho nên điều quan trọng là mình phải giữ cho tâm ý trong sạch. Điều quan trọng là phải giữ chọn niềm tin vào Đức Phật, giữ chọn vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh điển. Và mình gì? Mình chỉ cầu nguyện là thôi, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con, cho nghiệp chướng xấu ác, cái hạt nhân xấu ác vô thủy kiếp trước của con sớm được tiêu trừ, cái nhân thiện của con nó sớm được nảy nở, và cái sự khổ đau ở trong đời này kiếp này Phật Bồ Tát gì thấy mà cái nhân thiện con á, nó nảy nở, nhân ác tiêu trừ đi á, quả thiện dần dần nó lớn lên á, thì cái hạnh phúc, sự mong cầu ở trong gia đình chúng ta không cầu nó cũng tự đến, không cầu cũng tự đến. Cho nên trường hợp Phật tử này á, hỏi rằng làm việc như vân vân, như đã hỏi, như là tụng kinh niệm Phật, nghe giảng, phóng sinh, đi chùa tháng 2-3 lần như vậy đã đủ chưa? Tôi nghĩ rằng chưa đủ. Thì có thể người ta lại hỏi là thế làm như vậy chưa đủ thì bao giờ cho đủ? Bao giờ cho đủ? Tự Phật tử này sẽ trả lời được câu hỏi của mình. Ví dụ Phật tử cứ nhất tâm tụng kinh tín Phật niệm Phật như vậy, làm những việc thiện như thế, và hai đứa con của mình gì ra trường rồi chưa công ăn việc làm, khi mà hai đứa con ấy, nó nộp đơn nó xin việc và nó đi làm được, có công ăn việc làm ổn định chẳng hạn, thì đó là gì? Đó là đủ cho cái việc gì? Cái việc mà con cái mình, gia đình mình một phần nào đó đấy về phần đó. Còn việc nữa là Phật tử bảo không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vì sao mình không gặp nhiều may mắn? Vì cái phúc báo của mình còn kém vậy. Khi mình tụng kinh tu phúc, phóng sinh, làm thiện, vân vân, đi chùa lễ Phật, vân vân đó, cái công đức nó lớn, nó dày lên rồi ấy, thì tự nhiên mọi cái đó, vấn đề đó nó sẽ được như ý nguyện của mình. Thì lúc đó nó được đến đâu thì Phật tử này sẽ tự hiểu. Đã, cũng có rất nhiều Phật tử trước khi đến với cái ngôi chùa Khai Nguyên này, họ rất đau khổ. Đau khổ vì nhiều thứ. Tiền tài của cải thiếu thốn cũng đau khổ. Tình cảm vợ chồng sứt mẻ cũng đau khổ. Con cái hư hỏng cũng đau khổ. Bệnh tật triền miên cũng đau khổ. Vân vân. Nói tóm lại là có rất nhiều sự đau khổ khác nhau. Khác nhau đến vô lượng, vô biên các hoàn cảnh đến đây. Nhưng mà cũng có thì có rất nhiều Phật tử, rất nhiều thiện nam tín nữ, từ cái chỗ đau khổ đó họ thực sự hiểu được cuộc đời là vô thường, hiểu được cái quy luật nhân quả, và họ nhất tâm họ sám hối cái nhân xấu ở đời trước họ gieo trồng, hiểu được cái cuộc đời là vô thường, cho nên gì, họ phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật ngay, ăn chay niệm tụng kinh niệm Phật ngay. Thì chỉ một thời gian ngắn thôi, cuộc sống của gia đình họ hoàn toàn là gì, thay đổi. Những sự thiếu thốn về vật chất cũng dần dần được cải thiện, bệnh tật cũng dần được tiêu trừ, con cái hư hỏng cũng dần gì, dần ngoan ngoan ngoãn trở lại. Đó, như giảng kinh Địa Tạng thầy thường giảng đến 2-3 lần, không dưới 2 lần. Có một Phật tử ở gia đình ở khu vực quận Ba Đình gần chỗ Lăng Bác, khi còn ở cái nhà cũ ở khu vực nơi khác thì con trai hay rất ngoan, có hai mẹ con, chồng cũng mất sớm, sinh con ra được mấy tuổi thì ông chồng mất, thì hai mẹ con vì thương con cho nên bà mẹ ở như vậy để nuôi con. Hai mẹ con sống rất tình cảm. Nhưng từ khi đứa con thi vào đại học, bắt đầu bán nhà để chuyển ra gần chỗ trường học cho con trai đi học đỡ vất vả, mua nhà ở khu vực quận Ba Đình gần chỗ Lăng Bác. Nhưng từ khi cái ngày chuyển nhà về đó, cũng là cái ngày gì, mẹ con gần như không có sự tiếp cận được với nhau. Mẹ muốn gần con như gì, con nó không nghe, nó không chịu. Thậm chí là mẹ bảo là có khi hơn 2 năm trời con học đại học, chưa bao giờ mẹ con ngồi ăn cơm chung với nhau. Kể cả những ngày giỗ, ngày Tết, kể cả ngày giỗ bố nó, cúng xong nó lên, nó bảo lên thắp hương, lên thắp nén hương xong nó lại vào phòng đóng cửa. Kể cả ngày Tết có hai mẹ con vậy, nó cũng chẳng ngồi ăn chung với mẹ nó. Một cái việc, một cái hành động, một cái việc làm nó quái thai như vậy. Bà mẹ rất là buồn, nhưng nói thì nó không nghe.
Nói thì nó bảo khổ lắm con biết rồi, và nó đóng cửa cả thình vào nó ở trong nhà, cũng chẳng biết nó làm gì nữa, gọi nó cũng chẳng thưa, mà nói nó cũng chẳng cãi, cứ như vậy lầm lầm lũi lũi như vậy. Và mẹ nó nghĩ rằng gì, có thể con mình bị bệnh tự kỷ, vào học đại học nó nhiều con nó tự kỷ, nhờ một vài nhà chuyên gia tâm lý đến để khám chữa cho nó thì họ bảo không phải tự kỷ, nó bình thường. Sau năm 2015 thì khi bắt đầu mới hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng được một vài tháng thì có người mách thì bài lên, nói là bà nhưng mà chỉ khoảng ngoài 40 tuổi tí thôi, gần 50, trên dưới 50 chút xíu rồi. Bài lên và gặp chúng tôi thì chúng tôi hướng dẫn cho là về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà. Bà ấy làm theo 21 ngày, 49 ngày. Và cũng qua cái ngày 49 đó thì một hôm thằng con nó đến, nó về nó bảo là mẹ hôm nay con nói chuyện với mẹ. Và mẹ nó thấy như vậy thấy rất là lạ, tưởng nó nói cái gì, ngồi nói chuyện, ngồi lại tí thì nó này, con xin lỗi mẹ. Một thời gian qua là hơn 2 năm qua rồi, con cũng không hiểu là con tại làm sao mà con cứ sống nó như thế. Thế bây giờ thì tự nhiên là con suy nghĩ là con thấy là con có lỗi, và con nhận lỗi với mẹ, và từ ngày mai trở đi mẹ thổi cơm xong thì mẹ chờ con, mẹ gọi con, hai mẹ con ăn cơm. Mẹ nghe nói câu đó mẹ nó từ rưng rưng và nước mắt và khóc òa để ôm lấy đứa con, hai mẹ con ôm nhau, và từ đó trở đi gia đình lại tiếp tục được đầm ấm và hạnh phúc như trước. Đó, cho nên thấy cái đấy là cái gì tác động. Tôi không dám khẳng định là cái gì tác động, nhưng mà từ trước đây ở cái nhà cũ thì hai mẹ con vẫn là rất hạnh phúc. Thi vào đại học một cái chuyển về bán cái nhà cũ mua cái nhà mới gần trường học của con, để con đi học nó gần hơn, về nhà cũng có điều kiện chút xíu. Thì con nó lại như vậy. Nhưng khi mà có người mách lên chùa Khai Nguyên xin thỉnh kinh Địa Tạng rồi về mà đọc tụng ở nhà được qua 49 ngày thì tự nhiên con nó như thế. Đó là gì? Tự người ta cảm nhận được là tội hết và phúc sinh, nghiệp xấu ác gì, nhân xấu ác đã gì, đã qua, và cái quả ngọt chín mùi gì đã tới. Tự họ biết, tự họ cảm nhận thấy. Cho nên ở đây á, tôi mới nói là Phật tử này gì, chưa đủ là như. Vì sao chưa đủ? Vì Phật tử còn khẳng định là gì? Còn chưa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, như con cái chưa có công ăn việc làm, mặc dù học hành đến nơi đến chốn cả hai đứa. Thì đây có nghĩa là quả ngọt chưa gì, chưa chín mùi. Đây mới chỉ ở trong giai đoạn mà có thể là trái nó mới gì, mới chắc xanh, hoặc là nó gần gần chín thôi. Phật tử này cố lên một chút nữa, mà phải giữ chọn cái niềm tin, đừng có thoái chuyển. Đừng có nghe hôm nay người này nói thế này, mai người nói nó thế kia, nói thế kia mà thoái chuyển. Hôm nay mình đang tụng kinh Địa Tạng, mai nghe một sư nào đó hay là một Phật tử nào đó nói ôi giời tụng kinh Địa Tạng không tốt bằng kinh gì Pháp Hoa đâu, tụng kinh Pháp Hoa tốt hơn, thì lại bỏ Địa Tạng đi Pháp Hoa. Hay là có người đến nói ôi giời tụng kinh Địa Tạng không bằng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, trở thành một vị đại Bồ Tát, sẽ thành Phật ngay trong một đời. Tụng kinh Địa Tạng là đi con đường gì, đường vòng, còn tụng kinh Vô Lượng Thọ là đi con đường tắt. Nghe họ nói như vậy lại bỏ kinh Địa Tạng chạy theo tụng kinh Vô Lượng Thọ, vân vân và vân vân. Đó gọi là gì? Đó gọi là không giữ chọn niềm tin. Niềm tin là quan trọng nhất, niềm tin vững vàng là quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai là phải chân thành để mà gì, mà lễ Phật, niệm Phật, sám hối, tụng kinh. Cộng thêm việc lành ở bên ngoài đó là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng giảng, làm việc thiện, nghe giảng pháp để cho mở mang kiến thức, trí tuệ Phật học của mình. Mở mang rồi thì phải gì? Phải thực hành theo. Thì đó mới đem lại lợi ích an lạc thật sự trong cuộc sống. Chứ còn mở mang rồi thì vẫn bỏ đấy, không làm theo thì chẳng giải quyết được cái gì cả. Giống như chúng ta ghi bài giảng vào trong gì, trong cái đĩa CD hay là cassette mà thôi, băng cassette hoặc đĩa CD mà thôi. Nếu chỉ ghi vào đó mà bỏ đấy thì nó vẫn nằm ở đấy. Điều quan trọng chúng ta phải mở ra để nghe, chúng ta mới cảm nhận được gì, những cái lời hay ý đẹp ở trong gì, băng giảng, ý giảng mà người khác ghi, các thầy giảng của chúng ta ghi vào trong đó. À, tương tự như vậy. Cho nên xin trả lời câu hỏi của Phật tử đó như vậy. Thôi thì hãy cố gắng lên nữa. Nói tóm lại hãy cố gắng lên, đừng có thoái chuyển tâm Bồ Đề. Ngày mới tụng được một thời thì cái lúc bán hàng á thì nên niệm Phật, nên niệm danh hiệu của Ngài, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, hoặc là niệm danh hiệu Quan Âm được, danh hiệu Địa Tạng được. Bây giờ đang tụng kinh Địa Tạng thì cứ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát được.
cứ niệm danh hiệu Ngài. Rồi mọi chuyện thì dần dần nó sẽ gì? Nó sẽ tốt thôi. Xin được chuyển sang câu hỏi thứ tư. Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật: con kính lạy thầy ạ. Con sinh năm 1989, vợ con sinh năm 1991, con trai con sinh năm 2012, con gái con sinh năm 2015. Hiện nay vợ chồng con đang làm ở Hà Nội. Con có thuê một phòng trọ hướng Nam. Phòng có gác xếp, cầu thang lại hướng thẳng ra cửa chính. Con ở đây được một năm rồi mà các con nhà con thường xuyên bị ốm. Có khi ốm cũng không tìm ra bệnh ạ. Thầy cho con hỏi ở phòng trọ như vậy có phải không hợp đất không ạ? Con có cách nào để giải hóa không ạ? Con cảm ơn thầy. Theo Phật giáo thì cái việc phong thủy đất cát nó rất là nhẹ nhàng, không có nặng nề gì cả. Nhưng mà theo về lão giáo thì cái việc là gì? Chọn phong thủy đất cát rất là quan trọng. Hay là theo gì? Theo các nhà phong thủy học ở thế gian đó, họ cho rằng việc phong thủy đất cát thì rất là quan trọng, tối quan trọng đối với con người. Con người chúng ta nếu mà ở về con người mà hợp với mệnh thì nó sẽ sinh ra gì? Sinh ra nhiều những cái sự may mắn, đem đến sức khỏe và tài lộc vân vân. Mệnh mà không hợp với miếng đất đó, thì cái hướng nhà ở đó, đất cát nhà ở vân vân đó, thì nó sinh ra rất nhiều điều tổn hại như là ốm đau, bệnh tật, gặp nhiều họa hoạn trong cuộc sống vân vân chẳng hạn. Cái này nếu mà nói là không có thì cũng không đúng. Mà nói có thì chúng ta cũng chẳng giải thích được là vì sao mà có ra đâu, hình tướng nó như thế nào. Cũng giống như hỏi có ma hay không có ma. Nếu chúng ta bảo không có ma thì tại làm sao vẫn có người điên khủng loạn tâm do gì? Do ma làm. Ma trêu quỷ nhập. Cúng bái thì là gì? Hợp lòng thì nó lại khỏi. Mà bảo ma nó như thế nào thì kể cả gì? Cả tôi cũng chẳng giải thích được nó như thế nào. Tóc xanh nhanh vàng, má phấn môi xoan, gót dài, đầu tròn áo ngắn ra làm sao, ma như thế nào tôi không chịu, chẳng giải thích được. Nhưng mà gì? Cũng giúp cho được rất nhiều bị điên khùng, bệnh tật. Do gì? Do ma trêu quỷ nhập. Họ khỏi bệnh, họ trở lại con người, cuộc sống đời thường, bình thường của họ. Nhưng bảo tôi giải thích nó như thế nào tôi chịu. Bảo giải thích theo kiểu khoa học biện chứng phương Tây ấy, là tôi chịu rồi. Cho nên là chúng ta thấy một thời gian là giữa triết học phương Đông và phương Tây. Phương Đông thì nói là duy tâm, phương Tây thì nói là gì? Duy vật. Bên phương Tây thì nói là phải giải thích bằng khoa học biện chứng, tức là giải thích phải có gì? Phải có dẫn chứng rõ ràng. Thì phương Đông nói rằng cái đó không cần thiết. Quan trọng nhất là cái tâm. Mà tâm ở đây không phải là quả tim, tâm ở đây là gì? Lòng thành và sự tin tưởng tuyệt đối thì sẽ thay đổi được thế giới bên ngoài chúng ta. Hai bên nó giải thích có cái sự khác biệt giữa gì? Duy vật và duy tâm như thế. Cho nên là mấy trăm năm trước gì? Giữa hai cái dòng tư tưởng phương Đông và phương Tây, chúng ta thấy là gì? Cũng có một thời gian cãi nhau nảy lửa. Các nhà khoa học trên thế giới cãi nhau nảy lửa. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Phương Đông cũng áp dụng khoa học tiên tiến phát triển của phương Tây vào trong cuộc sống, mà phương Tây ấy cũng đem áp dụng, nghiên cứu và áp dụng những cái phương diện tâm linh, tâm lý của phương Đông và áp dụng vào trong cuộc sống. Nó đem lại cái sự tổng hòa xã hội ngày một tốt hơn. Đó. Thì ở đây Phật tử này nói rằng đã có vợ và có hai con như vậy, nhưng từ khi thuê cái nhà này về thì ốm đau quặt quẹo như vậy. Thì theo phong thủy học thì họ nói rằng là con người ta thì đều có sinh ra năm nào, tháng nào vân vân, nó đều có mệnh cả. Thì nói về phong thủy chia trẻ thì có thể học cả đời không hết. Nhưng mà họ chia ra thì con người ta thì có đông tứ trạch và có tây tứ trạch. Đông tứ trạch là gì? Là thuộc về cấn, chấn, tốn và khảm, thuộc về đông tứ trạch. Tây tứ trạch là gì? Là khôn, đoài, cấn và kim. Đó là bốn hướng về gì? Bốn hướng đó là thuộc về tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó là thuộc về tây tứ trạch. Đông, đông nam, đông bắc và đông
Đông Nam, chính Nam và chính Bắc, xin lỗi, Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc, thì đó là gì? Đó thuộc về Đông Tứ Trạch. Họ chia ra là Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch. Mệnh người nào họ tính từ năm sinh. Mệnh người nào mà thuộc Tây Tứ Trạch mà gặp hướng nhà, hướng ngõ, hướng ban thờ, hướng đầu giường ngủ, hướng bếp đun. À. Tây Tứ Trạch mà gặp Đông Tứ Trạch, gặp vào bốn cái đó thì gọi là hung. Ví dụ như mà người như Phật tử này này, nói là sinh Nam, sinh năm 1989. Công thức tính của họ là gì? 100, lấy hai số cuối là số 89 này là Nam. À, thì lấy cho hai số cuối là 89. 100 trừ 8, 89 còn bao nhiêu? Còn 11. 100 từ 89 còn 11. Và công thức tính đó là gì? Nhân với 9, cái số dư đó là mệnh. Thì nhân với 9 là gì? 9 thì còn dư thì 11 thì còn dư 2. Thì cái dư 2 đó là mệnh của cái chú Phật tử sinh năm 89 này. Dư 2 thì họ lại tính gì? Tính trong 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung. À, 5 ngũ trung cung là 5 trung cung, 6 càn 7 đoài 8 cấn và cửu tức là 9 là ly. Phật tử này là gì? Dư 2 thì 1 khảm 2 khôn. Phật tử này thuộc mệnh khôn. Khôn thuộc thổ. Thổ thì thuộc gì? Thuộc về Tây Tứ Trạch. Tây Tứ Trạch đây là hợp với gì? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Và Phật tử này nói là nhà trọ hướng Nam. Hướng Nam thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Hướng Nam thuộc về gì? Về hỏa. Phật tử này thuộc khôn về thổ. Thì cái này trong phong thủy học họ nói rằng đây là thuộc về phân ra gì? Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch rồi. Cho nên có thể là như vậy mà sinh ra chuyện đau yếu như vậy. Rồi cả cầu thang thì là đâm thẳng ra ngõ, tức là cũng đâm thẳng ra cửa ngõ theo hướng gì? Theo hướng chính của nhà, tức là hướng Nam luôn. Cho nên hai đứa con ốm đau quạt quẹo, tìm không ra bệnh. Thôi cái trường hợp này thì thôi, nếu mà nghe thầy thì thôi cứ, đây là phòng trọ mà, có không phải nhà của mình. Cho nên phòng trọ bây giờ nó cũng đẩy ra tìm nó cũng dễ lắm. Nhất là mấy năm nay bất động sản ế ẩm, cho nên nhà cửa xây ra không bán được, họ cho thuê đầy ra. Thôi chẳng ngại gì mình, thôi vợ chồng chuyển nên đi thuê một cái chỗ nào đó thì nó cũng hợp lý. Bây giờ thoải mái chỗ cho chúng ta chọn. Thì Phật tử này theo thầy khuyên thì nói đi thuê vào cái một cái hướng nhà có hướng, thì có hướng nhà là hướng phòng là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc, được chính Tây và Tây Nam, Tây Bắc là tốt nhất. Thì không thì hướng Đông Bắc cũng được. Đó, thì thuê những hướng nhà có những hướng đó mà ở. Đặc biệt là được cái cửa bếp đun, cửa bếp ga cũng quay về một trong bốn hướng đó nữa là tốt, tốt cho sức khỏe. Và khi ngủ cũng nên cho đầu giường về và bốn, một trong bốn hướng đó này cũng rất tốt. Ngồi tiếp khách uống nước cũng quay mặt về hướng đó này cũng rất tốt. Đó. Cái này thì đúng ra thì theo Phật giáo thì không có được nặng nề về cái này, nhưng các vị mới chỉ là Phật tử tại gia, người sơ tâm học đạo thì cũng có thể là phương tiện, chúng tôi khuyên như vậy. Còn khi mà tu hành, người xuất gia tu hành mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân đó, thì tất cả đều là gì? Tốt. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, hướng nào cũng tốt. Nếu như tâm mình tốt thì hướng nào cũng tốt. Tâm có thể chuyển cảnh vật bên ngoài, nhưng mà đấy là chỉ cho những bậc đại tu hành thì mới có thể chuyển được cảnh ở bên ngoài, từ chỗ xấu thành chỗ tốt, từ chỗ ô uế thành gì, chỗ thanh tịnh. Còn bây giờ thì còn đang ở nhà làm ăn như vậy, chịu sự chi phối của gì, của vạn sự vạn vật xung quanh mình, cho nên thì thôi thầy cũng khuyên phương tiện mà khuyên như vậy. Có một bạn trẻ hỏi rằng quan niệm của Phật Pháp về tứ hành xung như thế nào? Phật Pháp thì không có chấp nhận cái vấn đề tứ hành xung hay là ngũ hành xung gì gì đó. Mà Phật Pháp, ấy, Đức Phật nói gì? Về nhân quả, về luật nhân quả. Chứ con người ta sống ở trên đời này khổ đau, an vui hay hạnh phúc đều là do cái nhân thiện hay là nhân ác chúng ta gieo trồng ở đời trước, kiếp trước và đời này, kiếp này, mà có cái cuộc sống hiện tại an vui, hạnh phúc hay là khổ đau, phiền não của chúng ta này vậy. Cho nên ở đây thì nếu mà xét về cái quan niệm của Phật Pháp mà nói, thì cái chuyện tứ hành xung này chắc chắn là Phật Pháp không chấp nhận. Không chấp nhận. Vì tất cả đều là theo, theo nhân quả, nghiệp báo mà tự chúng ta gây tạo cả. Cho nên chúng ta thấy là duy nhất chỉ có đạo Phật ở trên thế gian này là nói là con người ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Tức là chúng ta là người
tạo nghiệp, và chúng ta cũng là người gì? Người thụ quả. Phật giáo không chấp nhận là con người ta sinh ra trên đời này là do một đấng thần linh nào, một đấng chúa tể nào là sáng tạo và ban phúc giáng họa cho chúng ta, mà chính do bản thân chúng ta tạo nên. Cho nên cái việc mà bảo là xem tuổi không hợp, mà bố mẹ cấm đoán không cho lấy nhau vì lấy nhau sợ sau này con cái mình bị khổ, cái này là không đúng với cái giáo lý nhân quả của nhà Phật nói. Đây là cái pháp của thế gian. Họ tin rằng nếu mà mệnh mà hợp nhau thì mới được sống trọn vẹn đầu bạc răng long. Mệnh mà không hợp nhau thì sẽ bị khổ đau hoặc đứt gánh giữa đường, vân vân. Điều đấy có đúng thật không? Xin thưa là gì? Theo quan điểm nhà Phật mà nhìn nhận vào thực sự bản chất của cái sự việc đó thì chúng ta thấy, muốn biết cái sự việc đó bạn cứ lên chỗ tòa án, nhân dân quận hay huyện mà mình đang sống, bạn hỏi xem có bao nhiêu đôi hợp mệnh, hợp tuổi, không bị tứ hành xung mà đưa nhau ra tòa, và có bao nhiêu đôi không hợp mệnh, không hợp tuổi, phạm tứ hành xung đưa nhau ra tòa, thì chắc chắn tòa án họ nói rằng họ sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những cái thông tin đó. Bạn sẽ thấy rằng có không ít những người hợp mạng, hợp tuổi, không bị tứ hành xung, nhưng cuộc sống vẫn đứt gánh giữa đường, vẫn có thể đưa nhau ra tòa, chia tay nhau khi mà cuộc sống vẫn có thể vừa bắt đầu đấy, đã đến cái lúc mà chia lìa rồi. Vừa mới bắt đầu được một vài tháng, có khi một vài năm đã chia lìa, chia tay nhau rồi. Nhưng cũng có những người bạn đi kiểm tra thấy có những người họ không hợp mạng, không hợp tuổi, phạm tứ hành xung, nhưng mà họ vẫn yêu thương nhau đến trọn đời. Từ khi cưới nhau cho đến nay là 70-80 tuổi, thậm chí họ chưa nặng lời với nhau một lần nào. Đó. Cho nên là tất cả này là do gì? Do con người chúng ta tạo nên. Con người chúng ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Tức là con người chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình, hoặc nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nghiệp thì có nghiệp thiện, ác và vô ký. Cho nên ở đây thì Thầy nghĩ rằng bạn có nói rằng hai bạn đã tìm hiểu và đã yêu nhau, trân trọng nhau rất là lâu rồi. Nhưng mà bên bố mẹ, nhà chồng, nhà người yêu, bạn trai của bạn thì theo Phật Pháp, cho nên không có nặng nề cái chuyện là gì? Là tuổi tác thế này thế khác. Miễn là các bạn yêu nhau, thương nhau thật sự. Còn bên nhà bạn là nhà gái, thì là bố mẹ thì lại cấm đoán, lại bảo rằng nếu mà theo nó thì mất bố mẹ. Hoặc là gì? Trong hai chọn lấy một, chọn tình hay là chọn hiếu, chọn nghĩa. Qua đây thì thầy có kể cho bạn câu chuyện xảy ra cũng từ năm ngoái. Cũng có một đôi, cô bé thì ở dưới tỉnh Thái Bình, còn anh chàng thì ở dưới Xuân Mai, Hà Nội chúng ta. Hai đứa cũng yêu nhau từ khi còn đang là sinh viên. Ra trường rồi thì hai đứa vẫn yêu nhau. Nhưng đặc biệt là bên nhà bạn trai thì cũng thế, cũng bảo là tứ hành xung, nam nữ xung khắc, cho nên là không thể nào mà chung sống với nhau được. Bà mẹ của cái cậu nam này thì đi xem bà Đồng, bà Cốt, họ bảo là nếu mà cưới nhau thì con trai của bà sẽ chết sớm, chỉ trong vòng cưới nhau đến 2-3 năm thôi là con bà sẽ chết, cho nên bà lại càng xót. Như vậy cấm đoán, không cho con trai qua lại nữa, và thậm chí là còn gọi điện xuống dưới chửi rủa bố mẹ nhà bạn gái thậm tệ. Và hai đôi bạn này cũng viết thư, viết huyết tâm thư để cầu cứu thầy, vì biết là mẹ hay lên chùa. Mà bạn trai này nói rằng mẹ của con trong cuộc đời này thì từ khi con thấy mẹ con nghỉ hưu cho tới giờ thì chưa bao giờ khen ai, chưa bao giờ nghe lời ai ngoài thầy cả. Cho nên viết huyết tâm thư nhờ thầy khuyên giải hộ. Vì hai bạn nói rằng là rất yêu nhau chân thành, yêu nhau tha thiết, và nguyện sống chung với nhau dưới một mái nhà, tức là sẽ làm vợ làm chồng với nhau ở kiếp này. Nhưng mà cha mẹ không đồng ý. Cả họ hàng bên nội, tức là bên cái anh chàng này cũng đều không đồng ý. Vì bố mẹ của cậu này vận động cả họ hàng đều là phá và không đồng ý. Thế khi tôi biết câu chuyện này, tôi gọi bà ấy lên, tôi cũng nói.
nói nhưng mà bà không nghe. Bà cứ bảo là nhất quyết là không đồng ý. Thế tôi bảo đấy, bà đi theo Phật rồi mà vẫn còn chấp như thế thì học Phật làm sao mà giải thoát. Phân tích cho nhiều nhưng cũng không nghe ra. Nhưng xong rồi thì một thời gian sau, dần dần thì bà cũng nguôi dần, nhưng mà với điều kiện thì lúc này nó lại thay đổi. Thì cái cô bé lại phải chuyển vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, để dạy học ở trong đấy. Thế bà bảo nếu mà đồng ý cho cưới nhưng mà cô bé là phải chuyển ra ngoài này thì mới đồng ý. Nhưng mà cô bé nó mới thi công chức được có năm hơn năm thì không thể chuyển được. Thế đấy cũng là một cái câu để thách đố nhau. Thế lúc này thì bắt đầu thì tôi bảo thế bây giờ thì cứ cho nó tìm hiểu nhau, hoặc là cưới cho nó thì cho nó tìm hiểu nhau khoảng độ tầm 1-2 năm nữa cũng được, không sao. Thế bà nhất quyết không. Thế tôi bảo mà nhất quyết không thì này tôi không chịu rồi. Tôi không nói bà không được thì chắc chả ai nói được nữa, tôi chịu. Thế là tôi bảo cái thằng cu kia là thằng cu cái tôi cứ gọi thằng cu. Thế nó ít bằng một nửa tuổi chúng tôi cho nên gọi thằng cu. Tôi bảo thằng cu thì đi lên đây. Hôm nào cái con bé kia nó được nghỉ thì đem ra đây tôi xem thế nào. Xem mặt xem nó ra sao, mặt mũi nó ra sao. Thế thì ra thì lúc đầu thì mẹ của cái cậu này này nói với tôi là cái cô bé đấy nó hơn cậu này là gần 20 tuổi. Thế cậu này mới có 20 mấy tuổi mà cô bé kia là hơn 40 tuổi rồi. Mà nói là nó là không phải là cái người bình thường đâu, nó là dân giang hồ. Tức là dân gì, dân giang hồ, dân thế này thế khác, nó bỏ bùa, nó mê hoặc cái con trai của con. Thế mình cũng tưởng thật, thế mình bảo là thôi thì bảo thằng cô kia thế thì cứ đưa cái con bé ra đây xem thế nào, làm sao mà mày lại yêu nó tha thiết, đằm thắm như thế. Mẹ mày thì bảo là nó hơn mày gần 20 tuổi. Mày thì bảo là bạn ấy ít hơn con 2 tuổi. Thế thì tôi chả biết nghe ai. Thế đưa nó ra đây xem thế nào. Thế hoặc là đưa ra thì quả thật là cô bé đấy làm gì đến hơn 40 tuổi đâu, mới có hơn 20 tuổi. Thế tôi thấy cũng ngoan, lễ phép, biết trên biết dưới. Mà lại là có ăn có học đàng hoàng, học sư phạm Hà Nội, ra làm giáo viên dạy cấp 2, cấp 3 gì đấy. Hình như cấp 3 thì phải, đại học sư phạm. Tức là gia đình cũng gia giáo, mẹ cũng là giáo viên. Thì gia đình gia giáo chứ cũng không phải là dân giang hồ hơn 40 tuổi. Thế tôi thấy như vậy là có nghĩa là mẹ do không đồng ý cho con vì gì? Vì sợ con lấy, thứ nhất là lấy vợ xa. Hà Nội với tận Thái Bình là xa đến hàng trăm mấy trăm cây số. Cái thứ hai là đi xem bà Đồng nó dọa là bị tứ hành xung. Cho nên nếu cưới vào thì chỉ 1 đến 3 năm là gì là con trai bà ấy chết. Thế tôi nhìn thấy cái hoàn cảnh như thế thì hai đứa nó ra đưa ra tận đây, nó được nghỉ tận miền Nam, nó đi máy bay ra đây tức tốc. Thì tôi nhìn thấy tôi hỏi qua chuyện hỏi hai đứa thì hai đứa bảo là chúng con thực sự là thương yêu nhau. Qua khi mà gia đình hai bên mà có chuyện như thế, mẹ anh ấy cũng gọi điện chửi mẹ nhà con. Ở dưới kia mà mẹ nhà con thì tức quá thì cũng chửi lại mẹ anh ấy. Thế là hai bên đã to tiếng với nhau, thậm chí là thề bồi là quyết là gì, không cho hai đứa đến với nhau rồi. Và chúng con cũng thử chia tay nhau một thời gian để xem anh ấy đi tìm một nửa mới của anh ấy, mà con cũng đi tìm nửa mới của con. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai chúng con đều không ai tìm được một nửa bên kia của nhau, và chúng con lại đi về với nhau. Và con nghĩ rằng đời này kiếp này chúng con có duyên với nhau, cho nên bây giờ chỉ mong làm sao để cho thầy làm thế nào để nói để cho bố mẹ anh ấy có thể hoan hỉ được. Thế bắt đầu tôi mới bắt đầu thì tôi thế rồi cứ về đi, thế tôi sẽ gọi mẹ anh ấy lên tôi nói một lần nữa xem thế nào. Thế tôi gọi mẹ lên tôi nói thì mẹ nó vẫn cứ xuôi xuôi một chút, nhưng mà bảo vẫn cứ lăn tăn bảo là đấy, tứ hành xung, nếu mà cưới vào thì con của con chết thì làm thế nào. Thế tôi bảo là cái này thì nếu mà mệnh mà nó hết thì không phải tứ hành xung nó cũng chết. Chứ không phải là mệnh nó còn mà tứ hành xung là nó chết. Sao tôi bảo là đấy, nếu mà bà cứ nghe tôi thì cho chúng nó gì, yêu thương sống chung sống với nhau, cứ lo cho chúng nó đi. Nếu mà mệnh của nó mà còn mà do tứ hành xung mà chết thì tôi chết thay cho con trai của bà. Tôi nói như vậy và tôi bảo lãnh, nếu mà mệnh con của bà mà hết rồi á thì tôi chịu, mà mệnh con của bà mà nó còn mà do cưới vợ mà nó chết á thì tôi sẽ chết thay. Tôi nói đến như vậy rồi mà bà vẫn còn lăn tăn. Nhưng xong rồi thì nhưng mà tất nhiên là cũng xuôi xuôi hơn một chút. Thế bắt đầu thì hai tôi bật đèn xanh cho hai đứa và thôi bây giờ thì hai đứa phải quyết định đấy. Bật đèn xanh cho hai đứa quyết định kiểu gì là do chúng mày quyết định đấy. Tôi cũng chẳng thể nào bày mưu cho chúng mày quyết định được. Thế là nghe tôi nói như thế bắt đầu về một cái thế là
cô bé kia vào trong miền Nam để học thì mấy tuần sau cậu kia nhắn tin cho thầy: thầy ơi, con đi tìm với một nửa cuộc đời của con đây. Thế là nó vào miền Nam, nó vào đấy khoảng độ tầm 4-5 tháng. Thì vừa qua cuối cùng thì bà mẹ đi lên nói xin với tôi là: thôi bây giờ nhà con thì chịu thua rồi, con thì nhà con thông rồi, con thì chấp nhận rồi, thì thầy tới đây cho chúng con thì đi xuống nhà bạn ấy để chúng con thì xin phép ông bà dưới đấy thì chúng con để thôi cho cưới cho chúng nó, thì không có bây giờ thì chúng con mất con. Thế thì nó đi bắn mấy tháng, nó trả điện thoại trả gì nữa cả cho ông bà biết tay. Đã thế thì muốn mất con thì nó đi bắn cho mấy tháng luôn. Thế là cuối cùng là để thua nó, và vừa qua phải xuống tận nơi để cưới cho nó. Thế là cưới xong rồi, cưới xong cách đây khoảng độ tầm 2 tuần rồi. Hôm qua lên gặp tôi là quỳ xuống cứ xin là may mà có thầy cho nên là chúng con thì mới tác thành được cho hai cháu. Hôm rồi thì đi xuống thế tôi xuống thì ông bà dưới kia còn thù không? Bảo không, ông bà vui lắm. Cả hai bên bây giờ tôi hỏi bây giờ vui chưa? Bảo cả vui rồi, tất cả hai bên đều vui rồi đấy. Đó. Tôi là thôi chúc mừng và đấy. Bây giờ thế thôi, để nó nếu muốn nó ra ngoài này thì cứ để nó cháu nó dạy trong kia được 2-3 năm như quy định nhà nước, xong thì chuyển nó ra ngoài này cũng được. Đó, quy định là phải được 3 năm nó mới được thuyên chuyển. Đó. Thế thì bảo vâng, thế thì được rồi. Đó. Cho nên cái trường hợp này, qua cái câu chuyện đó thì cái sự việc như vậy tương tự như bạn này bây giờ thì cũng ở tương tự như vậy. Nhưng bạn kia thì là gì? Nhà bạn trai thì cấm. Còn câu hỏi của bạn này thì nhà bạn gái thì lại cấm. Thôi thì bây giờ thầy cũng chẳng biết khuyên kiểu gì thì thôi. Thầy kể một câu chuyện có thật mới xảy ra khoảng độ tầm từ năm ngoái cho đến khoảng 2 tuần nay, đôi kia đã thành công vượt dòng thác lũ định kiến sai lầm của cha mẹ mà thành công, và bây giờ khiến cho cha mẹ thì cũng hiểu và đứng lên đã lo tổ chức cho hai bạn ấy xong, mà lại hôm rồi là còn đi lên chùa để tụng kinh đấy chứ, lại lên chùa để xin tụng kinh để chúc phúc đấy chứ. Đó, cho nên ấy. Nhưng mà tôi thì đi vắng thôi, và thôi lên có các sư ở nhà để làm cho lá sớ để chúc phúc thôi, thì tôi thì đi vắng. Đó. Thế cho nên là trường hợp này thì bạn bảo là theo thầy thì con phải làm như thế nào? Thì thầy chỉ khuyên là hai đứa các con thì bàn nhau cho nó kỹ, xin ý kiến bên bố mẹ của bạn ấy. Còn bố mẹ của con thầy nghĩ rằng chẳng có bố mẹ nào bỏ được con đâu. Bây giờ gây áp lực cho con thì nói là gì? Là hoặc là chọn chồng, hoặc là chọn anh ấy, hoặc là chọn bố mẹ. Nói thế thôi. Con cứ quyết đi một bước thật gì thật mạnh mà xem. Rồi bố mẹ sẽ cũng chẳng bỏ được con đâu mà lo. Nhưng mà trước khi làm cái gì thì phải suy nghĩ cho nó kỹ. Anh ấy có thực sự yêu con thật lòng không? Có lo cho con được suốt cái đoạn đường còn lại không? Thấy xứng đáng thì mình mới hy sinh, còn không xứng đáng thì cũng phải xem xét. Đó, cái điều này thì thầy chưa tiếp xúc được, kể cả với bạn này thầy cũng chưa tiếp xúc. Có thể tiếp xúc rồi nhưng mà thầy thì không nhớ mặt, vì nghe tiếng niệm A Di Đà Phật này chắc chắn là sinh viên hay lên dự khóa tu rồi, chắc chắn rồi. Vì những không phải sinh viên lên dự khóa tu thì chắc chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, còn niệm A Di Đà Phật thì chắc chắn là sinh viên lên dự khóa tu. Cho nên ở đây thì thầy chỉ đưa ra một cái định hướng như vậy, còn bạn phải là người quyết định nghe theo cái trái tim của mình và lý trí của mình đưa ra. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật.